nha, mình dùng dần. Cái mặt là ấy đè đè đè. Cái mặt đè đè vậy. Ờ, lâu lâu thì rất lai đầy. Không, chả bà. Bán. Để dùng thôi, nhưng mà nó cứ xui mình bán. Nó ở chị bảo chị có ăn bán không? Chờ nó ăn bán hay tao chị. Chị đố mày bảo nó ăn bán thì chưa đây, tao rãi mẻ 20.000 luôn. Chị nghĩ chị lo nhé, em rẻ đúng 2.000 đấy ạ. Vãi trưởng hai cái đứa này. 2.000 lo nước hay cho nhà. Bảo bảo ngư bá còn mời bá và trước bá còn chị ảo chị em. Và 2.000 lo nhôn nước. Vãi trưởng hai cái đứa này. Chị bắt giá thịnh mạnh lên cho em nào. Mày dạn trả em một câu nữa. Mày dạn cho trả mấy 50.000. Tao đâu tao loan mẹ. Đó thì bảo được loan bán cái gì. Chị Hà Huy Đoàn à, chị ơi để lại số điện thoại em kiểm tra đơn thôi nhá. Em chào các bác ạ. Trưa nay em xả váy nhá các chị ơi, rẻ thực sự luôn. Em còn một ít nữa các chị nhá. Các chị vào chia sẻ livestream giúp em. Xeo váy gọi là rẻ nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Giá bán em bán lỗ thì chắc là đố ai bán được như em luôn. Các chị ơi, các chị vào chia sẻ livestream giúp em nhá. Em rồi ok chị Hà Mỹ Đoàn, tí sau live thì em sẽ bảo nhân viên kiểm tra đơn cho chị. Em chào chị Trang Trần. Thì mẫu váy này em đang còn đỏ với đen. Ở trên em đang còn màu đỏ màu đen. Chị giờ xem kiểm tra em xem nó còn size gì với. Đây đúng không? Các bạn nào thích váy cho em xin một chấm ạ. Tình yêu là thích váy cho em lan xin một chấm, em lên luôn váy nhé các chị nhá. Váy rồi áo phông các kiểu luôn. M, đen có size gì? S, M, L, X, N, đen. Đen là gì có S? Từ M. Đen đỏ, em có hai màu như này. Đen chỉ có M, L thôi, đỏ cũng thế đúng không? Đỏ đen em chỉ còn size M với size L, em chốt đơn các chị từ khoảng 55-56 cân đổ về. Để chị ạ, 55-56 cân đổ về em chốt đơn. Và các chị từ khoảng là 44-45 cân đổ lên nhé các chị nhá. Mã này bình thường là hàng 290 em đang bán tại shop. Để chị ạ, hàng 290 em đang bán tại shop. Và bây giờ em xả số lượng nó chỉ còn tầm 5-6 cái thôi ấy. Hai màu đỏ đen chị rơi cho em màu đen bắt nào. Treo ở chỗ nào ấy nhỉ. Đây các bác nhìn váy cho em này. Đẹp dịu dàng và không chơi lóa. Để chị ạ, các chị lên chị làm mã diện tặng váy một cho em nhé, tặng váy một và kèm số điện thoại ạ. Tặng váy một lên đơn hàng cho em, bán bao nhiêu tiền được để chị ạ. Tặng váy một cho em toàn bộ hàng queen ạ, toàn bộ hàng queen, hàng chất lượng như này. Và các chị đang mua bên ngoài là 350-380 nhé, các chị đang mua bên ngoài là 350-380.000. Em đang còn chỉ còn size M với size L, có đỏ với đen thôi. Các chị lên cho tặng váy một và kèm số điện thoại em, tặng các chị lấy tương tác nhé các chị nhé. Mẫu váy này thực sự là em về không biết bao nhiêu trăm con mà em đang bán hết rồi ý. Đó, rồi ok, các chị thích váy em lên váy luôn. Và trưa nay em lên cả zoom ý chị nhé, lên cả zoom, cả váy rồi là các váy các chị mặc đi tiệc, đi chơi. Và các chị lên cho tặng váy một cho em. Em tặng chốt cho bác nào chia sẻ livestream. Bán một phát thiên hạ trầm trồ luôn này. 199.000 đồng. Cô gái mình trông thật rồi đấy. Đấy, phát này là trầm trồ luôn, 199, em chỉ còn đúng 5-6 cái thôi. 5-6 cái chốt, chết chết, còn một ít thôi các bác nhìn cho em này. Lên đơn hàng cho em là gì ạ? Các chị co bên luôn cái chiều cao với cân nặng luôn nhá. Tại vì là hàng này em đang hết hàng, nó chỉ còn là size M với size L, không còn XL. Không còn XL. Nên là các chị tầm 60 cân đổ về, đổ tầm khoảng là 57 cân đổ lên là em không chốt nhá. Dưới 57 cân em chốt đơn. Để chị ạ, dưới 57 cân em lên đơn hàng. Các chị coi là tặng váy một cho em màu đỏ hoặc tặng váy một cho em màu đen. Tặng váy một màu đỏ và tặng váy một màu đen. À. Sao lại nhìn chị này mặc mà hết muốn mua là sao? Đây chị này em 50 năm mấy cân đấy. Em 52 53 cân em mà size M được, tại vì cái hàng váy nó co giãn. Váy nó co giãn. Các chị lên đơn hàng cho tặng váy một cho em màu đỏ và tặng váy một màu đen cho em 199.000. Hàng 290 em đang bán tại shop. Đó các chị yêu nhanh tay có đơn nhá, nhanh tay có đơn một chậm tay là hết hàng. Toàn bộ hàng xuất sắc cái này luôn. Mà các shop vẫn đang bán là 350-380.000, em tặng nốt các chị là 199 ạ. Xả luôn. Ok chị ốc nghĩ này. Ở cửa hàng vẫn đang bán giá bình thường. Còn giá chốt online là hôm nay em tặng các bác đầu livestream đi.
tặng các bác mình đầu livestream. Đây cho chị phát nào, đưa cho em phát nào. Đấy, còn bao nhiêu cái chốt hết nhá. 199.000 đồng một váy, được chưa ạ? Sốc tận ốc luôn. Sốc tận ốc luôn các bác luôn này. Nó còn tầm khoảng 5 6 7 cái thôi. Màu đỏ rồi, ok chị này. Đẹp dã man luôn mà có 199.000 đồng. Các bác đi nhập buôn không có giá này luôn. Được chưa ạ? Đi nhập buôn không có giá này, 199. Tặng một đỏ 51 cân nữa, ok chị Huyền Lương có nhá. Tặng một màu đen, ok chị Tùng Quỳnh có đơn hàng ạ. Lên xe là tặng váy một và kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Tặng váy một kèm số điện thoại cho em. Cái hạt cườm nó là không tay nhá các chị nhá. Chứ không phải là hình nính, hình dính vào, cho nên là các chị giặt thoải mái, nó không bị là bong. Được chưa ạ? Nó không bị bong và chất liệu co giãn ạ. Các chị mặc nó rất là mát. Được chưa ạ? Lên là tặng váy một cho em màu đỏ và tặng váy một cho em màu đen, cho em xin một mẫu khác đi. Chưa các bác lên đơn hàng màu đen cũng xinh, là chị nào béo béo các chị mặc màu đen cho em, nó không bị lộ bụng nhá, cái phần thiết kế nó không bị lộ bụng luôn. Đấy chị ạ, tặng váy một cho em màu đỏ, tặng váy một cho em màu đen, 199.000 đồng, xeo lỗ luôn các bác này. Đấy chị ạ, em bán thanh lý luôn ấy, giá rẻ hơn giá em nhập buôn rồi, rẻ hơn giá em nhập buôn đấy. Chứ bây giờ em xả, tại vì bây giờ nó chỉ còn size bé thôi, ML thôi chị Vũ Bắc nhá, bây giờ chỉ còn size M với size L. Cái hoa tay mà có cái hoa ở bên sườn này nó ở chỗ nào, chỗ hoa mà có eo này, eo sườn đi. 57 cân mặc size L cho em để chạm, 57 cân mặc size L hết rồi á. Còn bao nhiêu cái bỏ ra đây nốt cho em tặng nốt cho các hàng. À, chị đổi lại một váy đỏ nhé chị Đoàn Hạnh, chị gửi lại cho em chưa, gửi lại cho em chưa, bốc hết đây xem còn bộ váy gì nào. Tặng váy một cho em 199.000, bán thanh lý luôn. Ôi cơ chị ơi, không váy này chị lấy thì lấy cái gì, đẹp như thế này luôn. Tặng váy một cho em, hôm trước mua 280 bỏ qua giá cũ chị ơi. Em bảo là ngày hôm nay còn bao nhiêu cái em tặng hết giá, mà có size L mà chị Nhi Thúy, có cả size M với size L nhá. Em đang mặc size M thì size L em cho các chị tầm 57 cân đổ về, được chưa ạ? Size L tầm 57 cân đổ về. Em thử các chị xem một con màu đen luôn này, màu đen size M đưa đây cho em ạ. À, em thử luôn màu đen nhá, đấy các bác vào livestream chia sẻ cho em với ạ. Em thử luôn con màu đen, gửi hôm thứ năm tuần trước thì nó lại vướng vào mấy cái ngày lễ cho nên nó hơi bị chậm một chút ạ. Kéo em đi quán. Hôm qua anh An nhìn cái biển xong hô một câu là ê, cái biển để đây hợp lý quá. Hợp lý, cái quý che nắng nhỉ, che nắng nhưng mà nó lại quất tít cái tình bên trong đi. Ngồi trong ô tô cửa thần mà Bình Hòa lái xe rồi. Ô, chị gì ạ, chị Trinh Đào có đơn. Váy này các chị từ khoảng là 44, 45 cân cho đến là khoảng là 56, 57 cân. Kéo hộ em cái khóa nào. Trời ơi, đẹp chưa các chị ơi. Chị nào đã mua hàng 28 cho em xin một cái phát biểu. Đúng rồi, Covid đến đít rồi em xả hết cho nó gọn để em nghỉ. Em tạm nghỉ các bác ơi. Thế các chị nhìn cho em tông màu đen này. Được chưa? Được chưa? Không còn XL, mỗi này em hết XL rồi. Nó chỉ còn size M với size L chị Bắc Nguyễn nhá. Nó chỉ còn size M với size L tình yêu ạ. Mã này các chị coi là tặng một, tặng váy một đi ạ, tặng váy một và kèm số điện thoại cho em toàn bộ của hàng thương hiệu. Được chưa? Toàn bộ hàng thương hiệu luôn. Hàng Queen cho em, các bác nhìn nghe cái hàng Queen là các bác mua ngoài toàn bộ hàng 380. 350 là shop người ta bán là giá bình thường với giá bình dân ấy. Chị anh Nguyễn ok em chốt đơn hàng này. ML có 2, bây giờ hiện tại em chỉ còn có 2 size chứ không còn size XL nữa. Được chưa ạ? Các bác lên đơn nhanh tay cho em nhá. Chị Nhi Thúy comment là tặng váy một giúp em với, tại vì mẫu váy thì em hôm nay thì em lên chuyên mẫu váy. Nhà các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em, tặng váy một và kèm số điện thoại này. Không đẹp không lấy tiền, chất co giãn mà các chị mặc nó rất là mát luôn, nó không bị nóng nhá. Nhưng chất này các chị mặc nó không bị nóng. Tặng váy một lên đơn hàng cho em qua mẫu này. Qua một mẫu thứ hai. Đây. Lên một cái mẫu này luôn. Dạo này bạn yêu váy thế. Nhi Thúy có may là tặng váy một đi tình yêu ơi. Rồi lên tặng váy hai đi này. Sale hết cho các bác luôn. Mỗi thứ nó còn lẻ một chút, mỗi thứ nó còn lẻ một tí. Đấy, lên váy xòe nhá. Có XL. Mã này
các chị coi là tặng váy 2 giúp em nhé. Tặng váy 2 và kèm số điện thoại này. Ôi, mẫu này em cũng có 2 màu là đỏ với đen. Em cũng có 2 màu là màu đỏ và màu đen. Các chị coi là tặng váy 2 và kèm số điện thoại ạ. Tặng váy 2 và kèm số điện thoại cho em. Em có 2 màu là đỏ với đen nhá. Em mặc size là size M. Được chưa? Em đang mặc size là size M. Xem con này bao nhiêu tiền được? Có đỏ với đen 2 màu. Có ít không? Rồi, mẫu này em có size các chị đến khoảng là 62 cân đổ về. Được chưa? Có size đến tầm 60 62 cân đổ về em chốt đơn MLX 3 size nhá. Đỏ đen của MLX. Tặng luôn cho các chị mức giá là 199.000. Các chị comment là tặng váy 2 và kèm số điện thoại. Được chưa? Tặng váy 2 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em bảo rồi không đẹp không lấy tiền. 199.000 đồng. Hàng em đang bán là hàng 290 tại cửa hàng các chị yêu nhá. Hàng 290 tại cửa hàng đây là xả nốt các chị là 199.000 đồng. Chị yêu lấy lên đơn ạ. Mẫu này mẫu hở vai cho em. Đó, mẫu hở vai cho em mặc rất là xinh luôn. Cái này các chị mà thích nhiều hơn một chút các chị thêm một cái đai ấy, một cái đai váy. Váy xòe các chị mặc nó không bị lộ bụng. Hôm trước em về chuyến đầu tiên em về bị hết hàng ấy và chuyến sau em về về bù. Bây giờ em còn sót mẫu nó còn lẻ mỗi thứ một mỗi một mẫu còn một tầm khoảng 5-10 cái. Mỗi mỗi còn tầm 5-10 cái thì giá tặng nốt các chị 199.000 đồng. Nên nhiều chị bảo là sau hôm trước em bán giá cao hơn và hôm nay em bán rẻ hơn tại vì em đang bán cắt mẫu em xả hết. Nhá các chị nhá, chị Ngô Thúy rồi ok em chốt đơn. 199.000 đồng các chị không các chị đi nhập buôn được không giá, không có giá buôn này luôn ấy. 3 size là MLXL. Tặng váy 2 màu đen ok chị Thắm Nguyễn có này. Chị Nhi Thúy rồi ok em chốt đơn. Đây các chị yêu nhá. Đây các chị này, nhìn cái hoa của nó này rất là đẹp luôn đúng không ạ? Tất cả cái hoa này nó khâu tay từng cái hạt cườm này luôn. Đó, nó thiết kế là các chị yêu nhìn cho em này. Đẹp xịn sò luôn. Mã hàng các chị coi là tặng váy 2 Thắm Nguyễn. Size M nhỏ nhất, cái mẫu này không có S nhá. Chị Dương Quyên ok chốt đơn tặng váy 2 này. Cái mẫu này còn bao nhiêu con chị ơi? Còn chục con. Còn tầm chục con nữa, cả đỏ cả đen. Đấy chị ạ, còn tầm chục con. Chị ơi, váy nó co giãn chứ chị? Váy phải có độ co giãn mặc mới thích chứ không co giãn mặc sao? 60 cân có vừa con XL chị ơi. Em có size các chị tầm 60 cân, 62 cân đổ về. Chị Vũ Đức lên số điện thoại cho em với ạ. Chị Huyền Phạm ok em chốt đơn tặng váy 2 này. Chị Hà Ngô ok chốt đơn tặng váy 2 này. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là tặng váy 2 nhá. 199.000 đồng. Vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm cho các chị luôn. Chị nào đã nhận được váy này cho em xin một cái feedback với. Hôm trước em về của nó 5-600 con em bán hết đấy. Bây giờ nó chỉ còn tầm mỗi một mẫu nó chỉ còn 5-6 con thôi. Đấy, bác nào nhanh tay có đơn ạ. Em vừa bán vừa kỷ niệm lốt. Đấy, xả hàng để nghỉ dịch các bác nhá. Xả hàng để nghỉ dịch. Đấy, chị nào chốt lên đơn cho em là tặng váy 2 em qua mẫu nhá. Qua mẫu này. Rồi tặng váy 3 cho em. Tặng váy 3 này. Nói chung là các chị cứ mẫu nào các chị lấy một cái cho em. Tại vì là toàn bộ hàng nó đẹp như này, bây giờ em xả rẻ quá luôn ấy. Thì chị ạ, tặng váy 3. Cái này có đỏ đúng không? Có đỏ. Rồi em qua mẫu tặng váy 3 nha các bác nhá. Chị Huyền Trang ok, chị Ngô Thị Sen có này. XL có váy ôm không? Để em kiểm tra luôn chị ơi. Đây có ôm này, mẫu này còn size gì chị ơi? Mẫu này tặng váy 3. Chị có pha lên số điện thoại nhá. Các chị lên lại số điện thoại cho em có đơn. Không có số điện thoại em không chốt được đơn hàng ạ. Mẫu này có size M và size L. Em có size M và size L thôi. Mẫu này không còn size to nhá. Chốt cho các chị tầm khoảng 57 cân đổ về. Đấy chứ ạ, từ khoảng là 43, 44 cân đổ lên đến khoảng 56, 57 cân đổ về em chốt đơn. Lên cho là mã này tặng váy 3. Em 1 E2 thì em còn chị ơi. Em 1 E2 còn nhé chị Phương Lê Phương ơi. Coi là em 1 E2 kèm số điện thoại. Cọ fan comment cho em là mã hàng kèm cho số điện thoại giúp em. Đây mã này các chị coi là tặng váy 3 cho em với ạ. Tặng váy 3. Cái này nó có sẵn cúc ngực luôn nhé chị nhé. Có sẵn cái cúc ngực ở bên trong luôn. Đó. Chị nào có ngực rồi thì không cần phải mặc áo con nữa mà nó có sẵn cái đệm bên trong này. Nó có sẵn cái đệm trong. Tặng váy 3 em xả nốt các chị 199.000 đồng. Chị nào nhanh tay có đơn mẫu em còn tầm khoảng là 7 cái. Còn tầm 7 cái cả đỏ cả đen. Em còn 2 size là ML. Còn 2 size M với size L. Đấy chứ ạ, mã này tặng váy 3 cho em ạ. Tặng váy 3, không đẹp không lấy tiền. Toàn bộ của nó là hàng phim.
Để chị ạ, toàn bộ hàng Queen cho em, chất liệu nó đẹp, dã man luôn ạ. Chị Nguyễn Thảo ok, có đơn tặng váy 2. Mã này dáng ôm nha các chị nhá, dáng ôm body. Tặng váy 3 và cách số điện thoại ạ. Chị ạ, tặng váy 3 cho em. Phương Lê Phương rồi ok, chị em chốt đơn à. Hai màu là đỏ với đen, chất liệu của nó toàn bộ năm nay làm ở chất u mì, chất nó rất là mát luôn ạ. Đây các 3.000 này, siêu đẹp. Chị lấy cho em ít zoom với chị ơi. Mùa hè cho các chị mặc zoom cho thích. Đó, hai màu đỏ đen nhá. Em còn hai size là size M với size L thôi. Kỷ niệm hết cho các chị mình là 199.000. Em lỗ thực sự luôn. Em lỗ ít nhất phải tầm khoảng 50-60.000 con. Lúc lãi được lãi nó chỉ có 20-30.000 thôi. Nên lỗ lúc lỗ là lỗ 50-60.000. Nhưng mà thôi nó còn ít thì bán kỷ niệm hết cho nó cắt mẫu nha chị nhá. Tại vì là lần này là nó sẽ có rất nhiều hàng, nó kiểu nó nhái lại và chất liệu nó không được đẹp như đợt đầu tiên như em đang bán đâu. Được chưa? Cho nên là em xả hết. Những cái mẫu mà ra kiểu tràn lan là em sẽ không bán nữa. Đấy, còn bao nhiêu cái là em bán nốt và em cắt mẫu và không có về hàng nữa ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã tặng 3 và kèm số điện thoại. Được chưa? Tặng 3 và kèm số điện thoại cho em 199. Ok, chị Lan Anh có đơn tặng 3 này. Xeo gọn mẫu luôn ý. Bác nào lấy lên đơn cho em nhá. Siêu đẹp luôn. Cái này là pha tay gen cho em mà gen nó không bị nhậm nữa các chị không? Gen nó không bị nhậm, các chị mặc rất là điệu luôn, xinh. Được chưa? Xinh, xịn sò luôn ạ, tặng 3. Mặc nó kín đáo mà rông rất là lịch sự luôn ạ. Được chưa? Tặng 3 này. Eo này. Co giãn thoải mái các chị nhá. Chất co giãn thoải mái. Chị Nguyễn Thị Bích liên lên cho là kiểm tra đơn hàng và kèm số điện thoại cho em với ạ. Rồi, em qua mẫu nha các bác ơi. Qua mẫu luôn. Em lên cái dáng kiểu hở vai như này các bác, mặc bị tiệc cho xinh này. Đó thì mình mặc bị tiệc cho xinh. Đây. Mẫu này các bác mặc bị tiệc xinh lắm luôn ý. Mã này lên thì là tặng 4, kéo em được bán 2 cái. Màu đỏ này nó cũng như thế, nó chỉ khác nhau một cái màu thôi chị. Nó khác nhau một cái màu. Đơn tới qua nhà em vẫn đang gọi chốt đơn nhá, chưa gọi chốt xong đâu. Trưa nay em tranh thủ em lên váy cho các bác, là thích thì các bác dồn đơn luôn. Đây ạ, khách hàng lên chỉ là mã này tặng 4 ạ và kèm số điện thoại. Tặng 4 và kèm số điện thoại cho em. Con này có SML rồi ạ. Con này có SML 3 size và em có hai màu là đỏ với đen. Thế em có hai màu là màu đỏ với màu đen. Xả nốt các chị 199.000. Em xem nữa các bác, thì mình là 199.000 đồng. Chị yêu là chốt đơn lên đơn hàng cho em này. Đẹp quá này cái mẫu này các chị này. Em bán nhiều lắm rồi những cái mẫu váy như này ấy, chẳng qua là bây giờ nó còn sót kho ấy. Mỗi thứ nó còn một tí, mỗi thứ nó còn một tí, em xả hết cho nó gọn, nó không còn chỗ để nữa. Bây giờ em tặng hết các bác 199.000 đồng. Xả lỗ 4 luôn ấy. Tặng 4 cho em. Chỗ nắng nam thì em không có chị ơi. Em chỉ bán nguyên đồ nữ thôi. Mã này các chị yêu lên cho là tặng 4 ạ. Tặng 4 cho em xả luôn 199.000 đồng. Hai màu đỏ với đen. 3 size là SML ạ. SML các chị thì khoảng là 45 cân. 45 cân đến 60 cân nhá. 45 cân đến 60 cân cho em màu đen đấy chị ơi. Đấy chị ạ. Từ 45 cân đến 60 cân tặng 4 và kèm theo số điện thoại. Cái phần là phần gen và đính của nó là đính cườm cho em nhá. Phần gen đính cườm. Chị Ngô Thúy á. Gửi nhầm kiểu áo, gửi nhầm kiểu nào chị ơi. Đây các chị này. Màu đỏ với màu đen. Lưu ý họ tớ với nhá, tại sao lại nhầm gửi nhầm áo cho khách là sao? Như cái link kìa. Bây giờ khách hàng người ta khó tính, người ta bắt đổi thì có phải em mất tiền cước không? Có váy von không Loan, em có chị ơi. À, có chân váy xòe em có tình yêu ơi. Mắt này các chị coi là tặng 4 cho em. Đen với đỏ ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn. Đấy các chị yêu nhá, tầm khoảng 60 chị nào người cao ấy, các chị tầm 62 cân mặc được. Tặng nó các chị 199.000. Để chị ạ, tặng nước các chị yêu mình 199.000 đồng. Chị yêu lấy lên đơn ạ. Để chị yêu nào lấy comment cho là mã hàng một kèm số điện thoại nhá. Xả 199.000 đồng một váy.
Món này có hai màu đỏ đen. Bây giờ em lên luôn zoom, bác là thích váy zoom không ạ? Váy zoom có cả zoom ngắn với zoom dài nhá. Có cả zoom ngắn và zoom dài luôn. Món này là có LX này, cái xe gì đó. Đây lên zoom đi chị. Màu sang màu. Đây. Ôi các bác nhìn cho em này. Nó là hàng zoom lụa. Đấy chứ, nó là hàng zoom lụa cho em có size là từ S đến XL. Có size từ S XL chút đâu các chị, tầm khoảng là 42 43 cân. Quần lụa không biết là còn sót chỗ nào không ấy. 42 43 cân cho đến bao nhiêu cân ạ? Lên zoom đây. Đây là zoom của nó, zoom đùi nha các bác nhá. Zoom là zoom đùi cho em từ 42 43 cân cho đến là tầm khoảng là 60 58 cân đổ về em chốt đơn. 42 43 cân đến khoảng 58 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Đâu chị? Váy em đang mặc nó là chất u mì chị ơi. Váy đang mặc là chất u mì. Váy dùng đẹp lắm này các chị. Đây thực ra là quần các chị nhá, nó là zoom đấy ạ. Đấy chị Hiểu này lên đơn cho em là mã gì ạ? Có gì ạ? Tặng váy gì ạ? À, tặng váy 5 đúng không? Tặng váy 5 mà kèm số điện thoại cho em đủ size từ S đến XL. Được chưa? Đủ size từ S đến XL, con này mặc rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đó, váy vừa mặc xong cái mã tặng váy 4 nó là chất u mì chị gái ơi. Tặng váy 4 là chất u mì, mã này tặng váy 5 cho em là chất lụa nhá chị nhá. Gọi của nó là zoom lụa cho em. Em đang bán tại cửa hàng em là 260.000. Sale trên live stream các chị là 220.000 đồng. Đấy chứ ạ, 220k. Bác nào lấy lên đơn em còn sót đúng một cọc thôi. Chốt đơn các chị từ khoảng là 42, 43 cân đến khoảng 58 cân đổ về ạ. 42, 43 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn. Siêu đẹp luôn. Em đang nhìn áo này. À nhìn cho em một con váy zoom này. Chị Ngô Thúy để lại số điện thoại em kiểm tra nhé. Ngọc Trang Nguyễn, ok chị em chốt đơn à. Ôi cái mẫu này các chị ơi, mặc trông rất là trẻ trung luôn ấy, mặc đi chơi đi tiệc đều được. Đấy. À, chị Võ Thị Minh Tuyến ok chốt váy 4 màu đen. Mã này các chị coi là tặng váy 5 cho em. Tặng váy 5 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Chị nào thích trẻ trung các chị mặc đi cho em cái mẫu ngắn ngắn này các chị này. Tặng váy 5 xả nốt 220.000. Chiếc này mặc nó nhẹ như cung mặc ấy các bác ạ. Mặc nó sướng, nó nhẹ nhàng. Ok chị Thu Hà chốt đơn ạ. Chị Ngô Thị Sen ok em chốt đơn hàng tặng váy 5 nhá. Em còn có 5 6 cái thôi. Nó hết hàng rồi các bác nhá. Sale 220. Xinh chưa các chị này. Cái cổ này là kiểu cổ vét truyền thống. Cổ vét truyền thống cho em như này. Đó các bác nào lấy lên đơn cho là tặng váy 5 một kèm số điện thoại. Chị Hoa Bắc Việt chốt đơn này. Chị Ngô Thị Sen ok chị này. Không còn nhiều, bác nào nhanh tay được thôi ạ. Em sale nốt 220. Đấy chứ ạ, em sale nốt 220.000. Quá đẹp luôn. Cái màu này hôm trước em về em phải về bù thêm hàng nhá. Phải về bù thêm hàng nhá. Chị nào mà không thích trễ thì các bác là cài cho em một cái cúc bấm ở đây. Đó, đính cho em một cái cúc bấm ở đây ạ. Và chị đã thích sexy thì các chị cứ để bình thường như này cho em. Thực ra nó cũng không hở lắm. Đấy chị ạ, nó không hở tại vì cổ nó là cổ chéo. Cổ nó là cổ chéo cho em như này. Chị Hiêu lấy lên đơn cho là tặng váy 5 mà kèm số điện thoại ạ. 220.000. Đấy chị ạ, 220.000 đồng ạ, tặng váy 5 nhá các chị ơi. Siêu đẹp luôn. Rồi chị Minh Anh có đơn ạ. Có bao nhiêu? 220.000 con zoom hàng đẹp như này ý, zoom lụa. Mặc nó nhẹ tênh mà nó rất là mát luôn. Đấy chị em mình mặc cái này trông rất là trẻ trung ạ. Đây còn 5 cái nữa, bác nào lấy lên đơn cho em là tặng váy 5 mà kèm số điện thoại nhá. Tặng váy 5 mà kèm số điện thoại. Tí xem lại like chị ơi. Bây giờ em lên mẫu rồi em không mặc lại thì mặc váy rất là lâu. Mặc lại váy rất là lâu luôn. Tặng váy mẫu này mẫu 5 đây chị ơi, đánh mẫu 5 cho em nhá. Đây là tặng váy 5. 3 size là S, M, L, 4 size S, M, L, XL. Nói chung là mỗi một mẫu nó chỉ còn tầm khoảng 5-6 cái thôi ý. Nó không còn nhiều ạ. Tặng váy 5 các chị mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Kim Tuyến rồi ok, chị Ngô Thị Quanh rồi ok, chỗ đơn tặng váy 5. Nhanh tay em còn đúng 2 chiếc, bác nào đấy luôn cho em đi ạ. Mặc đẹp hơn cả mẫu. À thế à, chị Ngô Thúy, chị Trinh Đào rồi ok, chốt đơn tặng váy 5. Nhầm thì gửi là em đổi cho, vấn đề gì đâu. Nhiều khi là nhân viên nó bị nhầm lẫn một chút. Tại vì là lúc mà người ta gửi hàng lên mình không chưa kịp kiểm tra ấy. Thì có thể nó nhập nhầm một cái chị.
Nếu mà gửi, nếu mà nhân viên em gửi nhầm thì chị cứ gửi lại em đổi cho nhá. Ok chị, được bích cho đơn tặng 75 ạ. Mẫu này là 220.000 chị yêu ơi, chị đồng đồng bồng trần rồi ok em chốt đơn nhá. Rồi qua mẫu này hết nha các bác ơi. Lên tặng 76 đi. Em còn để lại tất cả các màu để em mặc đi, tại vì em thích mặc zoom lắm. Em thích mặc zoom một kỳ đây, cái chị nhìn cho em này, mẫu này tặng 76 nhá. Đây gì đấy? Đây đây. Em mặc size M. Thế em có size L đi. Em mặc trật bụng. Tặng 76. Các bác thích màu này lên đơn. Màu này em còn rất là ít thôi ạ. Màu này em còn 6 cái. Để chạm tặng 76 các bác lên đơn hàng cho em. Để tụt nhá. Ôi, chị vô duyên đấy. Tí nữa thì tụt trước mặt người ta vậy. Không mặc cái gì đâu đấy. Tí nữa thì lộ hàng. Hàng mình biết. Điên à. Người ta khóa like mình luôn đấy. Không, nó kiểu cái này trơn nhưng mà cái kéo khóa nó không tụt đâu. Cái này áo này nó trơn, nó lụa nó trơn. Mà cái kéo nó cứ tụt đâu. Tốt like chi. Nó này tặng 76 ạ. Chị Bác Nguyễn rồi ok chị. À, có màu khác đây, màu này này nó giống cái mẫu tặng 75 nhưng mà tặng 76 là màu khác nha chị nhá. Chị nào chốt được tặng 76 comment ạ. À. Có sắc bò chị ơi. Trắng tinh vãi trưởng. Tặng 76 lên đơn. Em mặc con này em chỉ hết em hết size M nhá. Con này em mặc size L nó hơi rộng này. Em chỉ mặc con size M thôi. Bây giờ em còn S, L và XL ạ. À. Tặng 76 các chị yêu lên đơn. Được chưa? Tặng 76 các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Ok chưa? Tặng 76 chị Y Thúy có này. Chị Duyên Lý có tặng 75. Bác nào lấy cái màu này siêu tây luôn. Được chưa? Cái màu này rất là tây luôn ạ. À. Tặng 76 các chị yêu mình lên đơn ạ. À. Lên váy von thì bây giờ em lên hết zoom đã chị ơi. Em lên zoom ngắn zoom dài đã, tại vì bây giờ nó còn cái mẫu nào lẻ thì em sell hết. Chị Thái Trần có tặng 76 em hết size M nhá. Bây giờ em chỉ còn S, L và XL thôi. S, L và XL. Chất này mặc không nhẹ không mát, em loan không lấy tiền. Em còn để lại 3 màu em mặc luôn ý. Em bao nhiêu cân? Em 53 cân chị ơi, em mặc size M nhá. Em 53 cân cầm hết 58. Em hiện tại em đang mặc size M, em con này size L em mặc hơi rộng này. Đấy, em chỉ mặc size M thôi nhưng hết size M em phải chuyển sang size L. Đó, bác nào lấy lên đơn, chị Hoa Bắc Việt ok, chị em chốt đơn 220.000 một váy á. 220.000 đồng một con zoom như này. Các chị mặc đi làm, đi chơi đều được. Tại vì cái mẫu này nó kiểu thực ra nó là gần giống như váy ngắn nhưng mà nó là quần chị nhá, nó là quần. Nó là zoom ấy. Đó, các chị ơi mặc trông nó rất là trẻ trung luôn. Kiểu cổ vest là kiểu truyền thống như này. Chị Vũ Phương Thanh rồi ok, chị em chốt đơn ạ. Còn hai cái nữa, chị Bắc Nguyễn ok chốt này, còn một chiếc cho bác nào lấy lên đơn luôn cho em tặng váy 6 ạ. Tặng váy 6 và kèm số điện thoại rồi hết nhá. Chị Bồng Trần ok em chốt đơn. Qua mẫu ạ. Nó là quần mà nó không phải là váy đâu. Nó là zoom. Đây bên trong nó có quần như này. Nó có một lớp cái mỏng mỏng như bên trong này các chị này. Lên là tặng 77 ạ. Mẫu này em có là S, M, L, XL đúng không? S còn 1 này, M còn 1 này, size L còn 2 này, size XL em còn 2. Đấy bác nào lấy lên đơn cho em là mã thì tặng 77 và kèm số điện thoại. Tặng 77 và kèm số điện thoại trên một con zoom nhá các chị ơi, màu đen như này. Đen họa tiết pha nâu tây. Đen họa tiết pha nâu tây tặng nốt các chị là 220.000 một váy ạ. 220.000 đồng một váy luôn. Đấy, còn rất là ít nữa các bạn nha. Nên là mã gì ạ? Tặng váy 7 và kèm số điện thoại ạ. Bao giờ cũng rẻ mua đồ hơn người. Có nghĩa là bán rẻ hơn tầm 60.000 đúng không? Đúng rồi, thì ơi, mỗi ngày bên ngoài người ta bán các chị tầm khoảng hơn 300.000 đấy. Lần đầu tiên em về em bán là 260, 250. Bây giờ em xả lốt 220 thì bây giờ nó còn số lượng ít ý. Tặng váy 7 cho em, mỗi lần tặng váy 7 nha các bác nhá. Chị Như Quỳnh Trương có tặng váy 6. Mã này comment là tặng váy 7 và kèm số điện thoại ạ. Tặng váy 7 và kèm số điện thoại cho em. 220.000.
Ok chị Bùi Thị Ngọc Bích chốt đơn ạ. Bữa nay em còn đúng 5 cái hết hàng này. Chị ạ, còn đúng 5 chiếc em hết. Tặng váy 7 lên đơn ạ. Đẹp dã man còn XL đúng không? Màu này mặc rất là tôn da luôn. Đây các chị nhìn này. Được chưa? 65 cân không vừa đâu, em chốt đến 57 58 cân, 58 59 cân. Chốt đến 58 59 cân ạ. Chị Hoa Bắc Việt ok chốt đơn tặng váy 7 này. À, chị ơi 65 cân không vừa chị yêu ạ, tại vì chất này nó không giãn. Chất này nó làm bằng cái chất liệu kiểu lụa ấy, nó không giãn đâu. Em chỉ chốt được các chị tầm 58 59 cân đổ về thôi, XL ấy. Và từ khoảng là 43 44 cân đổ lên đến khoảng 57 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Tặng váy 7 và kèm số điện thoại. Được chưa? Tặng váy 7 và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ lên các chị mẫu dung dài nhá. Bác nào lấy nốt em còn 2 chiếc nữa đây chị này. Còn 2 chiếc nữa các chị mình lên đơn ạ. Tặng váy 7 và kèm số điện thoại cho em. Hai màu. Con zoom dài là em mặc size S. Phú Tiến ơi lên số điện thoại giúp em nhá. Lên tặng váy 8 nó là zoom dài ạ. Zoom dài hôm nay bán một giá nốt cho các chị. Nên zoom dài nó đắt hơn một tí nhưng mà thôi còn vài cái thì em cũng bán một giá luôn nhá các chị nhá. Có thể tặng váy 8 cho em. Tặng váy 7 cho em. Tặng váy 7 cho em một con zoom ngắn. Chị Nguyễn Hương rồi ok chỗ đơn tặng váy 7 này. Các bác lên đơn cho em một kèm số điện thoại, em lên tặng váy 8 là một con zoom dài nhá. Xem con canh nó đang mặc size gì đấy. Mở. Canh nó mặc size M à? Ê tớ mặc size S à? SML. Ba size à? Rồi SML. Mẫu này là có MLXL, SMLX đúng không? Rồi ok. Em qua mẫu này. Con này mặc siêu thang luôn, siêu thang luôn ạ. Chỉ có 3 màu thôi. Em qua mẫu nha. Hàng này thì nó có co giãn. Đấy chạ. Ui, màu này mặc tây nhở. Lên trên mã này tặng váy 8 ạ. Xeo nốt 220. Xeo nốt 220.000 có hai màu nhá, lên nó hai màu luôn chị ơi. Mã này có size các chị dưới 60 cân ạ. Đấy chạ, từ 45 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn tặng váy 8 và kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu nâu nhá, còn đây màu này màu be cho em. Màu nâu và màu be. Hai màu ạ. Chị Mai Lê có, ok, chị Trần Dung có, chị Nguyễn Hương có đơn. Ok, cái này nó có cả đai mà chị. Bên đây. Đây đâu? Đây đây, đây, đây đây. Rồi tặng váy 8 cho em có hai màu. Okay. 220.000 nốt các bác này. Đó là dung dài, dung quần dài. Màu em mặc là màu nâu nhá các chị nhá. Đấy chạm màu em mặc là màu nâu, còn đây là màu be này. Màu này em gọi là màu be nhá. Chị yêu lấy lên đơn ạ, 3 size SML. Nó có 3 size là SML ạ. Đẹp quá này. Con dung quần dài. Chị nào thích dung quần dài các chị mặc cái này cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Trông cái này nó hách dáng cực kỳ luôn ạ. 220.000 đồng. Chị nào nhanh tay có, cái này em còn ít lắm. Còn đúng 6 cái cả hai màu. Còn 6 cái và cả hai màu. Cái phần này nó là cái phần kiểu cánh rơi nhá chị nhá. Nên chị nào bắp tay to là không bị lộ luôn này. Đó, bắp tay to không bị lộ. Các chị lên đơn hàng cho là tặng váy 8 và kèm số điện thoại. Em mặc là màu nâu. Còn cái màu em rơi là màu be nhá. Có hai màu là nâu với be. Đấy, màu be, màu nâu. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho là tặng váy 8 và kèm số điện thoại. 220.000 giá sale. Đó, bác nào bật sale lên luôn cho em số điện thoại nhá. 220 em thử luôn cái màu be. Các bác xem luôn, thử luôn hai màu nhá. Thử luôn hai màu, tặng váy 8 ạ. Hàng Phạm Thị rồi, chị Duyên Trang có tặng váy 8. Đây màu này màu be này. Phú Tiến rồi ok chị em chốt đơn. Con này mặc làm cho các mình kia kiểu là chân nó dài hơn ấy. Cảm giác như thế.
máy táo, các chị yêu mình lên đơn hàng ạ. Có đầm 2 giây bữa đang không á? À? À chị ơi, cái váy kiểu dán dán cốt tông ấy. Váy ôm ấy. Hôm qua mình lên đâu? Em lên váy hàng cao cấp luôn nhá. Em mặc size S chị ơi. Con này mặc size S này. Nó có mấy hình hình theo. Đó, chị Hoài Nguyễn có ok, chị Bảo Hân rồi ok, chị em chốt đơn. Mã này em có 3 size là SML. Chốt cho các chị tầm 62 cân đổ về. 45 cân đến 62 cân. Được chưa? Từ 45 cân cho đến 62 cân đổ về em chốt đơn, mà em tặng nốt các chị có 220.000 thôi. Mà em qua mẫu các bác nhá. Dạ. Nó có mấy hình khác nhau. Váy váy cốt tông. Vậy nó là hàng như kiểu chất von ấy nhỉ? Đẹp hơn chất von luôn. Nói chung là không biết tả là cái chất gì chị ạ. Nói chung là chất nó mát, đẹp. Đó, chất vải nó mát với đẹp luôn. Rồi em qua cái mẫu váy, váy suông, váy cốt tông các bác nhé. Váy cốt tông, toàn bộ làng váy hãm. Các chị đang mua hàng của nó là hàng 48. Được chưa ạ, toàn bộ hàng 450, 480. Bây giờ là em vượt được giá sale. Bây giờ em vượt được giá sale. Bây giờ chọn cái mẫu này xem nào. Chọn màu thôi nhỉ, còn hình thì nó hình nó trộn nhau. Bây giờ chỉ chọn size, chọn màu thôi, còn hình thì không chọn được các bác nhé, tại vì hình nó nhiều hình lắm. Hình nó rất là nhiều hình luôn. Rồi em qua mẫu nha. Toàn bộ của nó không vầy hạ. Chị Thái Trần rồi ok chị. Nó là chống nắng thơm. Thơm như muối nước hoa phải không? Chị bốc tất tất cả các mẫu ra nó đều thơm như thế luôn. Nó là chống nắng hàng cao cấp, nó thơm, nó tỏa mùi có kẽ. Chị giặt rất là nhiều lần nó vẫn có mùi như thế. Nó không bị bay mùi. Tưởng là xin chiếc hoa rồi. Không, chị nào không. Đấy, gửi cho chị xem cái mới luôn. Cái mới nó cũng thế, nó là hàng cao cấp ấy. Nó là chống nắng thơm. La Loma. Có 3 màu. Đây các chị này, chị nào thích váy váy của nó là dòng hàng cao cấp các bác nhé. Bây giờ các chị chọn màu cho em. Để chị chọn màu giúp em này các chị này. Lên cho là váy gì, là mã này là bao nhiêu nhỉ? Tặng váy mấy? Màu em mặc đó là màu nâu tây. Có nâu đậm không nhỉ? Màu nâu tây này, màu xanh rêu này, màu đen này, màu hồng này. Nâu tây, xanh, rêu này, màu đen, màu hồng, màu đỏ đô. Màu trắng ạ, có tất cả là có 3 này, 2, 5, 6 màu. Có tất cả 6 màu và toàn bộ là phông bày hãng cho em. Toàn bộ hàng phông bày hãng. Và em có size các chị từ khoảng 56-57 cân đổ về và trên 40 cân đổ lên. Đến khoảng 56-57 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa ạ? Chất này nó mặc rất là mát luôn ấy. Để các bác nhìn cho em này, toàn bộ hàng xịn sò. Em cho các bác là 195.000. Được chưa ạ? 195.000 một váy. Mã là mã váy bao nhiêu, tặng váy bao nhiêu nhỉ? 9. Tặng váy 9 ạ. Tặng váy 9, chọn màu không chọn hình nhá. Toàn bộ hàng của là hàng 380 hơn 400.000. Bây giờ em xả luôn các chị là 195.000 đồng một váy ạ. 195.000. Em không có váy 2 dây chị ơi. Đấy chị này. Mặc rất là xinh luôn mà chất nó mát các chị nhá. Lên cho em mẫu này là mã gì nhỉ? Tặng váy 9 ạ, tặng váy 9 và kèm số điện thoại. Màu xanh rêu này. Chị chọn màu đen cho em. Nó có size là SML đấy. Đúng không nhỉ? Mấy cái chị chọn được size vừa thôi, còn hình thì không chọn được, tại vì là bây giờ nó lẻ size rồi ạ, lẻ mẫu, lẻ size lẻ mẫu ấy. Bây giờ chỉ chọn được size vừa và chọn màu thôi. Đó, chọn màu, chọn size vừa còn không chọn hình nữa nhá. Màu hồng này, màu đỏ đô này. Lên cho tặng váy 9 và kèm số điện thoại ạ. Tặng váy 9 và kèm số điện thoại cho em, 195.000 đồng một váy. Chị Thái Trần lên số điện thoại chưa chị ơi? Các chị có comment mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Chống nắng chị ơi, chị ra đây chị mặc áo chống nắng cho khách xem của em đỡ phải mặc. Đây chị khách đang thử cho khách cho chị xem luôn.
thơm không chị? Đây khách đang thử luôn, em cho các chị xem luôn màu. Đây là màu xanh mực nhá. Đây là áo chống nắng cao cấp của La Loma. Đây là xanh mực. Xanh coban á. Màu này màu xanh coban á. Ờ thì màu xanh coban. Nó là màu xanh coban, chống nắng thơm lắm các bác ạ. Các bác comment là chống nắng dài cao cấp và kèm số điện thoại nhá. 380.000. Được chưa? Loại dài là 380, loại ngắn là 270. Bạn này thì em về bao nhiêu chuyến cũng hết, nó thơm như nước hoa luôn ấy. Nó tỏa mùi thơm như nước hoa luôn. Các chị coi là chống nắng thơm cũng được, chống nắng thơm mà kèm số điện thoại cho em. Rồi chị Thái Trần cứ lên mã hàng cho em với, cho em xếp nước vậy chị. Đây váy này các chị này, váy của nó là váy chất cốt tông nhá, 100% là chất cốt tông hàng cao cấp ạ. Chất này mặc rất là mát luôn, 195 nghìn đồng hàng VIP nhá các chị nhá. 195 nghìn đồng. Các chị yêu lên đơn hàng cho em. Siêu đẹp luôn. Đấy chị ạ, 195, mã tặng váy 9 ạ. Em nhận được quần nhà chị mặc fit lắm, em cảm ơn chị nhá. Mặc fit lần sau lại mua tiếp cho em nhá chị nhá. Mặc fit lắm. Nó chọn váy màu đỏ. Chị ơi, không có size to đâu. Nhưng mà thực ra nó có SML ấy. Nhưng mà cái này nếu mà mặc ôm sát quá, mà chị nào kiểu là dáng ôm ấy, mà chị nào bụng to nó sẽ bị lộ bụng. Cho nên em chỉ chốt đấy tầm khoảng 56-57 cân thôi là các chị mặc vừa đẹp nhá. Size L này. Em mặc thì em thích mặc nó suông suông, tại vì là sợ bị lộ bụng thì mình mặc nó có, phải có cái độ rộng một tí ấy. Quần giả váy rồi ok, đợi em một tí em lên luôn. Quần giả váy ở đâu nhỉ? Đây nha, em lên luôn quần giả váy. Chị Vũ Thị Nương rồi ok chị. Nói chung là cái mẫu này mẫu nào cũng xinh, các bác lấy đi. Tại vì là cái hàng này toàn bộ là hàng em vẫn được giá sale, chứ còn giá chính phẩm của nó không có giá 195.000 đồng đâu. Hàng xỉ đã gần 300.000 giá buôn rồi. Được chưa ạ? Trên dưới 300.000 đồng giá buôn. Đây chị này, hàng của nó, cái nguyên cái áo phông của nó ở xỉ là bao nhiêu tiền rồi. Hàng áo phông của nó ở 350-380 rồi, chưa nói gì đến váy đâu các chị nhá. Đây tặng váy 9 cho em. Em mang này, hàng xịn của nó sẽ đắt sườn như này. Nó giống cái hàng mà em đang bán tối qua ấy. Đấy, cái chất của nó y hệt cái áo phông mà em đang bán tối qua ấy. Nó là cùng một hãng, hãng MV cho em. Em chào chị Mai Dung. Quần tây 390 còn. Có size L này chị này, em mặc size L này, chị Nhi Thúy. Em thích mặc rộng chứ nếu mà ôm sát này chắc chắn là cái bụng mình sẽ bị lộ. Đấy chứ ạ, nếu mà mặc ôm quá bụng mình sẽ bị lộ. Thế là mình mặc phải có độ rộng rộng, nó xuông xuông cái này một tí. Mình lấy mấy cái, chị bao nhiêu cân chị Nhi Thúy? Chị bao nhiêu cân, comment cho em cái cân nặng của chị, em tư vấn cho chị nhá. Rồi em qua mẫu luôn. Đâu quần giả váy đâu? Giả váy có lại có phòn nhiều không? Cho em ít cái lốt tốt với chị ạ. Nguyễn ok, chị Hoa Huynh rồi ok, chị Duyên Trang ok, chút váy chí của em vừa cởi ra, các bác chốt liên tục cái này. Phăng 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 cái này. Rồi ok chị. Màu đỏ đô ok chị này. Chị Trương Thị Thủy ok, chút váy chí này. Váy chí màu đen mình còn nhiều không? Còn nhiều váy không chị? Nhưng mà còn nhiều váy. Váy đấy không biết. Chị Mai Dung ok, chút đỏ đô này. Đâu đâu chị dơ lại cái màu cho em xem với. Đấy. Trắng có màu trắng nữa cơ mà. Chị nào người nhỏ nhỏ các chị mặc màu trắng đẹp lắm. Để em xem còn màu trắng, màu trắng em bán nhiều nhất luôn ý. Các chị người nhỏ nhỏ các chị toàn chọn cái màu trắng ý. Và trông kiểu thể thao các chị mặc rất là đẹp luôn. Mặc màu này lên màu nâu đấy. Còn mỗi con sẽ còn bạn này. Chị em hỏi chị là cái mẫu này còn nhiều không? Chị bảo còn nhiều. Chất này mắt rượi luôn ý. Màu này đây. Rồi. Còn mấy con áo này bán nốt đi. Còn ít. Mã này các
chị comment là mã gì ạ? Tặng bao nhiêu này? Tặng mấy chín rồi bây giờ. Von hết hàng rồi chị ơi, còn mấy cái von còn size bé đâu chị Thu Quỳnh ạ. Von váy von em còn mấy cái size bé tí, size của dưới 50 cân thôi. Váy von kiểu váy váy gì ạ? Váy maxi ấy. Kiểu dạng váy maxi ấy, nhưng mà hết size to rồi còn size bé thôi. Hoa xòe có nhưng mà còn size bé tí à. Đây, mã này là mã bao nhiêu đây? Tặng 10 cho em, tặng 10 và kèm số điện thoại nhá. Xem nó các chị là 130.000. Để chặn 130.000 đồng, em còn sót mấy cái màu cam này. Còn sót mấy cái màu cam, các chị coi là tặng 10 và kèm số điện thoại. Ôi váy chỉ xanh hồng á. À, chị Hoa ơi, bây giờ chị xem tổng của nó, cái váy nó còn khoảng bao nhiêu cái rồi em ơi. Em tưởng không các chị không mua, em lại qua mẫu nhanh thế. Váy chín các chị lấy vì hàng của nó toàn bộ hàng đắt đấy, hàng MV là hàng cao cấp đấy. Tầm 40 cái á. Thế thì lúc nãy các chị chốt cũng đến tầm xem tầm 20 cái rồi. Các chị lấy váy chín em thề luôn, cái chất nó sờ nó mướt tay kỳ luôn. Đấy, mã này là tặng 10 cho em nhé. Tặng 10 vào kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Tặng 10 cho em còn sót 3 chiếc màu cam. Sót 3 chiếc màu cam cho em hàng Meiji. Xả lốt các chị là 130.000 hàng 22 nhé. Xả 130.000 đồng. Các chị mình lên đơn hàng cho em. Được chưa? Mã này chốt đơn các chị dưới 62-63 cân. Dưới 62-63 cân đổ về. Chị là bụng to mặc cái này. Các chị ơi, nó kiểu là kiểu buộc dây ấy. Nên các chị không bị lộ bụng đâu ạ. Bụng to không lộ bụng nhé. Mặc trông rất là trẻ trung luôn. Tặng 10 vào kèm số điện thoại. Ok, chị Bùi Ngọc Bích này 130.000. Toàn bộ hàng đẹp xịn luôn. Để cho hàng Quảng Châu nhá. Tặng 10 130k và kèm số điện thoại ạ. Tặng 11 30. Đấy, nốt nhá. Em còn sót đúng 3 chiếc lẻ thôi. Chị Xuân Mai rồi, ok. Màu bên ngoài nó là màu cam chị nhá. Màu bên ngoài là màu cam chứ không phải là màu vàng đâu ạ. Màu bên ngoài em nói luôn là màu cam. Đó, tặng 10 và kèm số điện thoại cho em. 130.000 đồng nốt này. Này còn sót này. Tất cả cái mẫu này là mẫu lẻ. Ở trên là có treo. Đây tặng 11 này. Toàn bộ dáng này dáng crop top cho em. Tặng 11 ạ. Xả nốt 130.000. Ôi sale gọi là sập sàn luôn. 130 mã tặng 11 ạ. Cái này còn hồng trắng với lại cam nhá các chị ơi. Còn hồng còn trắng và còn màu cam. Tặng 11 và kèm số điện thoại ạ. Dáng crop top cho em. Chị nào thích mặc crop top các chị mặc cái mẫu này cho em này. Được chưa? Tặng 11 lên đơn. 130.000 đồng giá sale. Được chưa? Hàng có là hàng 190.000 ấy, giá cũ là 190. Trong lúc các chị là 130 còn đúng một cái trắng này. Được chưa? Còn một em màu trắng, hai màu hồng và hai màu cam. Một trắng, hai hồng, hai cam, các chị có phải là tặng 11 ạ. Tặng 11 và kèm số điện thoại, chất phông của nó các chị nhìn này. Siêu mịn luôn. Được chưa? Chất phông siêu mịn luôn, mã hàng tặng 11 ạ, 130.000 đồng. Em xả luôn 130. Chị Ngô Thúy ok chốt váy chín màu nâu, mã này tặng 11 nhá. 130.000. Sale lốt, tôi cho cái mẫu kia. Kia có treo hàng lên đấy. Đây tặng 11, con mẫu này xinh cực luôn. Nhưng mà form này là nó là dáng crop top. Và chị nào người nhỏ nhỏ các chị mặc có xinh hơn. Đấy, chứ còn người to thì các chị mặc nó bị lộ bụng nhé các chị nhá. Mẫu này chỉ chốt được các chị tầm 55 cân quay đầu thôi. 54-55 cân là trên 40 cân đổ lên. Tặng 11, ok chị Xuân Mai chốt đơn rồi. 3 màu ạ. Ba màu là màu cam này, màu hồng với màu trắng. Màu trắng em còn một cái. Hồng còn hai và cam còn hai là hết ạ. Tặng 11, 130.000. Chất này nó mịn 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 luôn ý. Tiếp theo mẫu tặng 12 này. Ok chị ạ, tặng 12 và kèm số điện thoại. Đây. Tặng 12 các chị nhìn chất cho em này. Siêu xinh luôn, em còn sót nguyên màu hồng nhá. Xả nốt 130.000. Còn sót nguyên màu hồng em xả 130.000 đồng. Các chị lên cho là tặng 12 ạ. Tặng 12. Chân váy em mặc là 175.000. Sóc là váy em mặc là 175.000 chị nhá. Đây mẫu này là tặng 12. Tặng 12 em còn sót nguyên màu hồng thôi. Đây các bạn nhìn này. Toàn bộ hàng chất lừ luôn như này. Sót một màu. Xả nốt 130.000 đồng một áo ạ. Để chạy xả nốt 130.000 đồng. Mã hàng comment là tặng 12, lên đơn hàng cho em, siêu đẹp luôn. Mã này các chị mặc với cái gì cũng đẹp. Được chưa? Mặc quần sóc đẹp, mặc chân váy đẹp, mặc quần gì ạ? Quần bò cũng xinh. Đấy, rất là dễ phối đồ, các chị lên đơn là tặng 12. Cho em xin một ít phông hãng của cái hàng MV phát nào.
chị Kim Yến rồi, ok chị chốt váy chín màu xanh. Mã này tặng 12 cho em nhé các chị ơi. Em lên các chị một cái mã hàng VIP. Cứ hình cô gái đội mũ kìa, có hàng rồi chị. Chân váy cũng là giả váy 1 cho em với. Hôm qua vừa nhận quần váy này xong đẹp lắm, cảm ơn chị nhá. Quần váy này bán được nhiều, về bao nhiêu chuyến đi chị ạ? Máy này tặng 12 cho em. Bây giờ lên phông hãng các chị nhá. Lên phông hãng này. Đây, các chị nhìn áo này, toàn bộ hàng cao cấp. Các chị coi là tặng 13. Được chưa? Tặng 13 và kèm số điện thoại. Nó có nâu bò này, có màu nâu này, màu đen, màu hồng, màu trắng. Nâu đen, hồng, trắng, vàng, có tất cả là 5 màu. Được chưa? Em có tất cả là 5 màu của nó, là hàng 380 giá cũ các bác nhé. Hàng 380.000 đồng giá cũ. Được chưa ạ? Các chị nhìn hàng cho em. Trời ơi, cái chất này nó sướng. Chị nào ở đây đã nhận được áo của cái hãng MV này cho em xin một cái feedback rồi ạ. Cho em xin một cái phản hồi. Chất phải nói là mắt rượi luôn. Và chốt được các chị tầm khoảng là 62-63 cân đổ về nhá. Chị nào người gọn thì người cao các chị 65 cân đổ về cho em mặc được. Giả váy nha chị ơi, cái này quần sóc giả váy đấy. Áo là hôm nay sale nốt các bác là 180.000 đồng. Anh chị ạ, 180.000. Hàng của nó là hàng 380. Xả 180.000 đồng. Các chị coi là tặng 12 đúng không chị? À tặng 13 đúng không? Tặng 13 cho em, 180.000 đồng. Chị nào có chị nào ở đây đã nhận được cái áo khung của hãng MV cho em xin một cái phản hồi với ạ. Các bác nhìn cho em này, toàn bộ hàng cao cấp, hàng VIP luôn. Được chưa ạ? Hàng hãng các chị đang mua ngoài là 380.000 một áo đấy ạ. Đang mua giá cũ. Cái giá hiện tại ấy, mà tất cả các shop người ta bán lẻ tầm 380. 350, 380. Bây giờ em xả luôn các chị 180.000 đồng. Chị yêu rồi nhanh tay chốt đơn ạ. Chị yêu nhanh tay có đơn hàng. Em có màu vàng là một này. Bố em mặc là màu nâu các chị nhá. Bố em mặc là màu nâu. Đây màu vàng cho em. Màu trắng này. Màu đen, màu hồng. Màu nào xinh có em có SM. SM 2 size. Được chưa ạ? Size S và size M. Các chị mình lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tặng 13 và kèm số điện thoại. Chất phơn gọi là quá đỉnh luôn mà em sale 180.000 là quá rẻ. Được chưa? Em sale 180.000 đồng là các bác mua được quá rẻ hơn so với ngoại trường. Giá mua nhập vào cũng được. Giá mua nhập vào con này không được luôn. Con này trước hàng đắt mà em không dám nhập luôn ý. Nhưng mà sờ chất của nó gọi là mát tay. Đấy chứ ạ, sờ chất mát tay luôn ạ. Chị nào đã nhận được cái phông này của nhà em rồi cho em xin một cái phản hồi. Và phông này hình in lụa các chị nhá. Hình in lụa thì các chị mặc nó không bao giờ nó bị vỡ hình. Giặt máy thoải mái ạ. Giặt máy thoải mái cho em. Máy tặng 13 đúng không chị? Rồi tặng 13 cho em. Chân váy mã này sóc à, giả váy 1 nhá chị Phú Tiến ơi. Mã này tặng 13 giúp em với ạ. Tặng 13 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá nha các bác này. Chất phông nó thực sự luôn các bác, mặc cái phông này nó mát. Nó nhẹ lắm ý. Mã tặng 13. Tặng 13 và kèm số điện thoại cho em. 180.000. 180.000 đồng. Hàng phông hãng các chị nhá, chị em không bán hàng phông xưởng. Không bán hàng phông xưởng là không rẻ đâu ạ. Mã này toàn bộ hàng của nó 300 mấy một cái. Bây giờ em xem có 180.000. Tặng 13. Huyền đây à? Thế rồi. Sao? Chán đẹp quá Linh ạ. Tặng 13 chị ơi, có vẻ là tặng 13 nhá. Comment đúng mã hàng cho em với ạ. Đây để bình thường này. Đây chạm để bình thường như này. Các bác lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Không có chị Phú Tiến ơi. Mã này là tặng 14, nó là hình. Mã này là cổ tim nhé các chị ơi. Cổ tim cho em. Tặng
14 ạ. Tặng 14. Chị Thúy Thường ok này. À, không có cổ á, không có cổ. Xem like tối qua chị Dương Thị Tiến ok trước tặng 13. Đây là mã tặng 14 cho em. Nó là hàng cổ tim. Chị Trạng không hàng cổ tim cho em, tặng 14 ạ. Mẫu này em có xanh dương này, xanh dương, xanh lá, màu hồng. 3 màu ạ. Tặng 14 và kèm số điện thoại. Giá này dán crop top các bác nhá. Crop top và cổ tim cho em. Tặng 14 lên đơn ạ. Chất của nó cực đẹp luôn này, mát lắm các bác ơi. Mẫu này mình còn chưa treo hàng ra hay sao ấy nhỉ? Các hàng cổ tim làm gì đã treo đâu. Tặng 14 cho em. Không, em toàn bộ là hàng không hãng mà chị, toàn bộ hàng không chọn chứ em không có bán hàng kiểu may gia công đâu. Chuyên về hàng Quảng Châu, các chị yên tâm luôn. Nếu mà em đã vật được là sale, các chị cũng mua rất là rẻ. Đây các chị này, mẫu này là mẫu lẻ nhá các chị nhá. Em tặng các chị nốt là 130.000 đồng. 130.000 đồng một áo. Chị lên đơn cho em, lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tặng 14 ạ. Tặng 14 và kèm số điện thoại cho em. Màu xanh này màu xanh lá này. Được chưa ạ? Màu xanh em mặc là xanh dương, còn màu còn phát màu hồng, còn có đúng một cái hồng thôi. Còn đúng một cái màu hồng em sản cho các chị là 130.000. Em sản cho các bác thì mình là 130.000 đồng một áo. Các chị coi là tặng 14 ạ. Tặng 14 và kèm số điện thoại nhé. Tặng 14 và kèm số điện thoại cho em. Giá này là giá crop top và cổ tim. Đó, crop top cổ tim cho em này. Các chị nhìn cho em con áo này. Nó đẹp xịn sò nhảy luôn. Nguyễn Thị Nguyệt em cảm ơn nhé. Đây, hồng em còn một chiếc này. Đấy, xanh em mặc là xanh dương, ở đây là xanh lá, 3 màu. Mã này toàn bộ mẫu lẻ cho nên em mới sale giá này, chứ nếu mà còn nhiều hàng em không bán được giá này đâu. Chị Bùi Thị Ngọc Bích ok chốt hồng này. Xuân Mai lấy màu xanh gì, xanh dương nhá. Rồi xanh dương nhá, ok. Đấy chưa, các bác nhìn hàng này. Siêu đẹp luôn. Tặng 14 ạ. Em thử con xanh lá này phát. Chất riêng chất thì các chị có chung nắng dài của La Loma chị ơi. Thêm mai nhá. Đây xanh lá cho em. Tặng 14 cho em màu xanh lá này. Không, nhà Loan này các bác không phải nghĩ. Xanh lá ok chị Hoa cỏ may. Hồng hết nha chị ơi. Hồng hết, bây giờ em còn xanh lá thôi. Xanh lá với xanh dương. Chị ơi, chị còn xem có màu hồng còn sót chỗ nào không? Đây này, hết hàng đây các bác này. Toàn bộ hàng của nó là hàng 190-200. Bây giờ em xả nó có 140.000, à 130.000. Thì các bác biết là em lỗ như nào, chẳng có đợt dịch nên em xả hết để em chuẩn bị là em tạm nghỉ ấy. Đấy. Cho nên là bán giá nào cũng bán luôn. Giá này là em lỗ sấp mặt luôn ấy, 130.000. Đây 3.000 cho em con áo này. Ai bán được giá này chị ơi bóc hết cho đây xem còn cái gì nào. Chị ơi, mẫu này các chị tầm khoảng 55-56 cân đổ về. Đó, dáng crop top đấy các chị tầm 55-56 cân đổ về em chốt đơn nhé. Và trên 40 cân đổ lên. Đó, chị nào bụng to đấy các chị mặc nó sẽ bị lộ bụng. Cho nên em báo luôn là những cái dáng crop top người chị nào người nhỏ nhỏ các chị mặc được. Đấy, quần em mặc quần sóc giải váy là 175.000. Còn mà áo đây là 130.000 đồng giá sale. 130.000 đồng là hàng sale nhé các bác ơi. Ok chị Trần Nhung. Mã này tặng 15 cho em. Hàng 22. Thôi, đây lấy ở đây cũng được chị ơi. Tặng 16, à tặng 15 cho em. Các chị mua hàng em vừa rẻ vừa đẹp tội gì, phải đi đâu. Đây các bác nhìn cho em con áo này. Con này các chị lên cho là tặng 15 và kèm số điện thoại. Không có xịn như này luôn. Quần em mặc có màu đen chị nhé. Có đen, có nâu và có màu bê nữa, 3 màu. Ủa con này mặc lên này. Nhìn yêu chưa. Cái màu xinh nhá, 56-57 cân đổ về em chốt ạ. 56-57 cân đổ về em chốt đơn. Em còn 2 xanh 1 hồng. Còn 2 cái màu xanh 1 cái màu hồng. Các chị ơi mình comment luôn cho em là mã gì ạ. Tặng 15 nhá các chị nhá. Xả nốt các chị là 135.000. Chị chạy sale 135.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 15 và kèm số điện thoại ạ. À.
tặng 15 một kèm số điện thoại cho em. Không có, không, cái áo này không có đen hết rồi chị ơi. Nhưng nó đủ màu đấy, em không bán được giá này ý. Chẳng qua nó lẻ mỗi thứ, nó còn vài cái em bán nốt thôi. Hồng em còn một cái thôi ạ. Hồng còn một cái. Mãi tặng 15 cho em 135.000. Được chưa? Tặng 15 cho em 135.000. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Được chưa? Toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp này các bác này. Nhìn tag mark cho em. Xịn sò. Hồng còn đúng một chiếc duy nhất. Chất phông cực kỳ là mát luôn. Lên đơn hàng cho là tặng 15. Eo ôi cái hồng với xanh này. Màu xanh này nhìn trông cái màu nó là lạ các chị ạ. Đó. Tặng 15 cho em. 100 bao nhiêu tiền nhỉ? 135.000 một áo. Ôi nhập từ trước em nhập vào toàn bộ hàng 16-17. Bán lẻ ra 190-200, bây giờ bán 135.000. Thì chắc bây giờ bán ra có 135.000. À chị em đã dã man. Bán lỗ quá rồi. Báo tên gần giống tên gì? Cái gì chị? Đây bà bưu điện. Đây 135.000 tặng 15. Các chị coi chọn luôn màu cho em nhé. Tại vì hàng này hàng lẻ còn đúng 3 cái xanh 1 cái hồng thôi. 3 xanh 1 hồng. Chị Ngoan cũng ok chị. Hoa cỏ may rồi ok chị em chốt đơn hàng. Chất không không đẹp không mát em các chị trả lại. Đấy chứ ạ, chất không mà không đẹp không mát trả lại cho em. Hàng xịn sò và hàng Quảng Châu luôn. Đấy chứ ạ, chị Anh Nguyễn Thị Vân rồi ok chị em chốt đơn em qua mẫu nhé. Còn lẻ vài cái này. Mẫu này nó kiểu dáng suông cho em. Được chưa? Dáng kiểu suông suông cho em. Tặng 16 đấy ạ. Tặng 16. Con này cũng không treo hàng ra hay sao ấy. Chưa? Cái này chưa treo hàng. Mai tặng 16 còn không? Ở chỗ nào? Đây này. Em bảo ra nó còn có mấy cái ở đây thôi. Em ở phía sau nó gọi đi chơi. Đó đây ạ. Là dây dây rồi. Có đủ màu ấy. Tặng 16 con này đủ màu đúng không? Đây. Em chẳng biết. Chị dở ra em xem mắt à. Cái này mặc cái liệu liệu ấy. Nhầm gì? Tặng 16 cho em. Đúng rồi. Sao nhầm dép được. Đi về nửa tiếng rồi xuống đuổi em. Tặng 16 cái này với các chị nó quần sóc đẹp hơn. Tặng 16 em xem nó các chị là 110.000 một áo ạ. 110.000 đồng. Màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu trắng. Vàng, xanh, hồng, trắng 4 màu cho em. Tặng 16 có SM 2 size và chút đó các chị tầm khoảng là dưới 60 cân. Được chưa ạ? Dưới 60 cân lên đơn. Và các chị tầm khoảng là 48 cân lên đơn. 48 cân ở đây dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Tặng 16 ạ, 110.000 một áo ạ. Trả đốt 110.000 đồng. Các chị mình comment luôn cho em ạ. 110.000 có 2 size là S với M ấy chị nhá. 2 size là size S và size M. Tặng 16 vào kèm số điện thoại ạ. Bộ này mặc sơ vi nha. Sơ vi này đẹp luôn. Kiểu dáng kiểu hở vai. Kiểu điệu ấy. Các chị nào thích cô te các chị mặc cái mẫu này cho em. Được chưa? Tặng 16 ạ. Tặng 16 và kèm số điện thoại cho em 110.000 một áo ạ. 110.000 đồng. Bắt đầu lấy comment 4 màu các chị nhá. Xanh, hồng, trắng, vàng 4 màu SM 2 size. Đây có hồng. Tặng 16. Vân Vũ rồi ok chị. Quần như chị mặc có màu đen nhé em ơi. Có đen với trắng. Đen trắng với nâu 3 màu. Quần em mặc có đen trắng nâu 3 màu.
chiếc. Cái này còn chiếc nào không? Cái hàng này là hàng chữ phản quang các chị nhá. Hàng chữ phản quang cho em. Mã hàng các chị cứ lên là tặng 17 ạ. Tặng 17 và kèm số điện thoại ạ. Ờ, vâng ạ. Còn hai em màu vàng. Cái phần này nó là rút dây anh eo cho em nhé. Anh được chưa? Tặng 17 và lên số điện thoại cho em. Còn hai chiếc xả nốt các chị là 130.000. Được chưa? Xem nốt các chị yêu là 130.000, chị yêu lấy lên đơn ạ. Tặng 17 lên đơn hàng cho em này. Hình toàn bộ là hình nổi và chữ phản quang cho em. Đó, sót đúng hai cái lẻ luôn các bác ơi. Con này bán siêu đắt hàng luôn ấy. Tặng 17 cho em 130.000 một áo. Dưới 60 cân em chốt đơn nhé chị nhé. Con này dưới 60 cân thôi, tặng 17. Chị Yến Tống ok một chiếc này, em còn có 2 chiếc thôi. Dưới 60 cân ạ. À. Chị ạ, dưới 60 cân. Con này các chị mặc quần sóc hoặc là quần giả váy như nào mặc rất là xinh luôn. Rút eo nhá, tùy các chị chỉnh eo nhá. Eo to nhỏ các chị chỉnh cái dây này cho em này. Chị ạ, rút ở cái dây eo cho em. Hoặc các chị để buông buông cho em cũng xinh. Đấy chị ạ, để buông buông này trông nó rất là kiểu là mặc nó kiểu nó là lạ lạ ấy. Tặng 17 cho em, 130.000. Nốt một cái, chị nào lấy nốt đúng không ạ? Còn một chiếc nữa này. Tặng 17, chất nó rất là mát luôn. Đó, tặng 17 và kèm số điện thoại. Tặng 18 còn mấy cái màu cam. Còn mấy chiếc màu cam lo em là mẫu tặng 18. Mà em vừa mặc xong là tặng 17 chị Nguyễn Hồng ơi. Cái màu vàng em vừa mặc xong là mẫu tặng 17 nhá. Lấy mắt tặng 17 thì comment luôn cho em hết. Còn đúng 2 chiếc lấy hết hàng thôi. Đây lên cho em tặng 18 này. Một con crop top. Chị Nu gì? Ok chị này. Mã này các chị lên cho tặng 18 ạ. Một cao. Mã này tặng 18. Xả nốt 130. Quần em đang mặc là giả váy là 175.000 chị ơi. Đây là tặng 18 ạ. Tặng 18 và kèm số điện thoại cho em, treo nốt là 130.000. Đó, chị nghĩ là ok chị này. Bác này còn 3 chiếc, bác nào nhanh tay có. Màu bên ngoài là màu cam, bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên live một tí nhá các chị nhá. Bên ngoài màu đậm hơn trên live stream. Bác nào chốt để comment là tặng 18 ạ. Tặng 18 và kèm số điện thoại. 56, 55, 56 cân đổ về em chốt đơn. Và trên 40 cân đổ lên. Để chạy trên 40 cân, treo nốt 130.000. Các bác nhìn hàng này, toàn bộ hàng VIP luôn. Hàng toàn bộ hàng giá cũng trên 200.000. Bây giờ nó chỉ còn lẻ 2 hoặc 3 cái. Bây giờ em sản xuất các chị là 130.000 đồng một áo. Tặng 18 ạ. Đây chị này, nhìn cho em rất là xinh luôn nha. Tặng 18, các chị mặc với lại chân váy cũng đẹp. Mà các chị mặc với lại quần sóc cũng xinh. Rồi chị Trần Hiền có này. Em còn bạn sót có 3 chiếc thôi là hết nhá. Sót đúng 3 chiếc là em hết hàng. Tặng 18 ạ. Tặng 18 và kèm số điện thoại. Ok chị Hồng, ok chị Trúc Thanh nhá. Đây mã ai tặng 19. Tặng 19 cho em. Dán này dán crop top ạ. Hôm nay chốt đơn các chị từ khoảng 52-53 cân đổ về. Đấy chứ ạ, từ 52-53 cân đổ về em chốt đơn. Xem nó các chị là 120.000. Xem nó các bác nhà mình là 120.000 đồng. Các chị yêu lấy lên đơn hàng cho em. Cái này có cái phụ kiện.
tặng 19 này. Mua về để treo ở tủ ngắm cho thích chị Ngọc Anh Tuấn Anh ạ. Nhiều cái mặc một cái, còn nhiều cái mua về còn chưa mặc lần nào. Nói chung cứ theo kiểu là tùy hứng thì mua ấy. Đấy, mẫu này các chị lên là tặng 19 ạ. Tặng 19 em xem lúc các chị là 120 nhá. 120.000 đồng. Dáng này dáng close top cho em. Để chạy chị nào thích mặc kiểu ngắn như này các chị mặc cái mẫu này cho em. Siêu xinh luôn. Chị em tặng mười mấy đây? Tặng 19 ạ. Tặng 19 lên đơn. Em còn phát màu vàng ấy nhá chị ơi. Còn phát màu vàng xem nó các chị là 120. Để chạy xem nó có bao nhiêu 120 đây. 52-53 cân đổ về và trên 40 cân đổ lên. Để chạy 52-53 cân và trên 40 cân đổ lên các chị mặc được. Tặng 19 và kèm số điện thoại. Dạ, tặng 19 vào kèm điện thoại cho em. Các bác nào lấy nô con này không ạ? Tặng 19 này. Chất đẹp lắm đấy các chị. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Ok chị ạ, tặng 19 và kèm số điện thoại cho em. Mã này lên cho là tặng 20. Tặng 20 có hồng trắng, hồng mẻ trắng này, xanh lá, xanh dương, 4 màu ạ, tặng 20. Sản nốt là 130.000. Được chưa ạ, tặng 20 sản nốt các bác là 130.000. Cái này là khung quá ngắn nhé các chị nhé. Đây ạ, thì các chị thích tạo kiểu cho em. Bao nhiêu đây? Tặng 20. Xeo nốt là 130.000 đồng. Chị yêu lấy lên đơn ạ. Em còn có đúng một con trắng này. Còn một con màu trắng. Đây là màu xanh dương đó chị nhá. Màu xanh dương cho em. Màu xanh lá em có này. Và màu hồng. Tặng 20 xeo 130. Xeo 130.000. Bác nào lấy lên đơn hàng cho em này. Siêu cấp luôn. Để chạm 130. Tặng 20 ạ. Xanh dương ok chị Bùi Thị Ngọc Bích có xanh dương này. Có cả xanh dương xanh lá chị ơi. 30.000. À, trước toàn bộ hàng 200, 201, 202. Đây các bác nhìn tag mark cho em toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhé. Chứ nhà em không bán hàng xưởng đâu ạ. Nhà em không bán hàng may gia công. Đấy, chất của nó rất là đẹp luôn ạ. Tặng 20 và kèm số điện thoại. Em thử cho các chị xem một con màu xanh lá này. Chủ yếu là có màu hồng. Q2 cho chị hai cái rồi ok. Chị Hà Dậu lên số điện thoại cho em với. Mi An An lên số điện thoại giúp em nhé. Đây màu xanh cho em. Đây nhá, để các chị mặc bình thường này cũng được, không cần phải cài cũng được nhá. Còn các chị thích tạo kiểu các chị cài này cho em này. Đấy, làm tạo cái kiểu mà nó nhún nhún eo ấy. Đây. Trông nó lạ một chút. Tặng 20 cho em. Trắng còn một chiếc, bác nào lấy trắng thì comment luôn cho em là màu trắng của mẫu tặng 30 à, tặng 20 đúng không? Xanh lá ok chị Anh với chị Vân này. Toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Kiểu màu nó lạ một chút ấy. Đấy, màu xanh dương em còn có một cái là hết nhá. Xanh dương còn một chiếc là hết này. Đây là comment cho là mỗi người tặng 20 và kèm số điện thoại. Tặng 20. Ok chị chốt đơn quần Q2. Ở trên này kết thúc tắc thôi, kệ mọi người cứ ấy thôi nhà chị nhỉ. Bán hơn hơn hay bán lẻ thôi, tại vì là dịch thế này em cũng sợ bán mở cửa bán lẻ lắm ấy. Cái chốt tung tắc ở trên line các bác là mua luôn nhá các chị nhá. Ship đến tận nhà luôn, không phải đi chọn ở đâu cho nó xa cả. Lên quần Becky đắt á. Becky cắt bây giờ còn cái loại mà size L của cái hàng 700 mà bây giờ em sale có 400.000 ấy. Là bây giờ em chỉ còn size L các chị từ khoảng 56-57 cân đến khoảng là 60 cân đổ về thôi là hết. Chứ cái hàng đắt quá thì em không dám nhập nhiều ấy.
cái quả tim tim kia là con gì nhiều mẫu lắm, năm nay nhà em chuyên về phông nên em nhiều mẫu lắm. Đấy. Con đấy hàng đẹp đấy. Đây này, con này còn 2 chiếc này. À, chị Châm Châm rồi ok, chị Trần Nhung rồi ok, chị em chốt đơn. Tìm tìm được còn 1 chiếc. Hết hàng rồi. Xem con này là con gì đây. Đây này, mẫu này nó cũng lẻ chị ạ, hết hàng rồi. Ủa, con này đẹp quá này các chị này. Còn mỗi một cái. Tặng 21, con này còn một chiếc, có bác nào nhấc nốt không? Này chị ơi, 20 này. Tặng 21, con này còn một chiếc, có chị nào chốt luôn không ạ? Em thích con này cực kỳ luôn. Còn mỗi một cái thôi hết này. Tặng 21 cho em. Tặng 21 và kèm số điện thoại ạ. Con này chốt đơn các chị tầm khoảng là 57, 58 cân đổ về, trên 40 cân. Đến tầm khoảng là 57, 58 cân đổ về nhá. Xeo nốt các chị là 135.000. Đấy chị ạ. Xeo nốt 135.000, chị yêu lấy lên đơn. Màu này cũng đẹp đấy các chị này. 135.000 đồng một áo. Bác nào lấy comment cho là mẫu tặng 21 nhá. Còn đúng một chiếc duy nhất ạ. Chị Thu Hà rồi ok chị này. Mẫu này tặng 21 cho em. Tặng 21 xeo là 135.000. Cổ là hơi cổ vuông các chị nhá. Hơi cổ vuông cho em. Hai con này xeo lên. Đẹp quá này, cái mẫu này còn hết hàng đúng không? Đúng một chiếc một lẫn nào cũng tặng 21 rồi ạ. Con này còn một con màu trắng cũng tặng 22 này. Chị ơi, cái nào còn một cái chị cho yeah, còn này, còn đâu? Tại giờ nó đang giống đấy. Ờ, giống, còn 2 chiếc à? Con không? Kiểu này dáng rộng thôi em. Tặng 22. Cái màu của nó là một cam đào các chị nhá. Một cam đào này. Tặng 22 ạ. Tặng 22 xeo 130.000. Cái này em còn một trắng này, một đen này. À, hai cái trắng một cái đen, ba cái màu cam một cái màu xanh. Đấy, tặng 22 cho em. Xeo nốt là 130.000 đồng. Toàn bộ của nó là hàng Meiji chị nhá. Toàn bộ hàng Meiji cho em. Xả 130. Mẫu này các chị gọi là tặng 22 ạ. Tặng 22 và kèm số điện thoại nhá. Đẹp chưa? Trắng này. Trắng còn 2 chiếc à? Mã này các chị lên cho là tặng 22. 55 cân 56 cân đổ về em chốt ạ. Được chưa? 55 56 cân đổ về chốt đơn với các chị trên 40 cân. Mẫu này các chị mặc kiểu là nó dáng crop top và dáng kiểu nó sung sung một chút nhá các chị ơi. Các chị nào bụng to là mặc cái mẫu này nó không sợ lộ này, nhưng mà chỉ chốt đơn khoảng là 57 cân đổ về thôi. Tầm khoảng 57 cân đổ về, các chị coi là tặng 22 ạ. Tặng 22 và kèm số điện thoại nhé. 130.000 nốt các bác. Chất phông nó mịn min luôn. Chất phông mịn lắm các bác nha. Còn một cái màu xanh dương để cho em. Một cái màu xanh nữa. Tặng 22 xanh dương ok chị này, chị Châm Châm rồi ok, màu trắng này. Đấy, chị Lê Nhi có màu xanh dương này. Cam này cam đào các chị nhá. Ơ màu đen, mỗi tặng 21 làm gì có màu đen nhỉ? Tặng 21 có mỗi cái màu tặng xanh. Tặng 21 có mỗi cái màu xanh thì lấy đâu ra màu đen là cái đào vân đào kia. Ăn đòn bây giờ. Ăn đòn bây giờ. Còn mỗi một cái màu xanh đi chốt màu đen. Vãi cả bà luôn. Tặng 22 màu đen rồi ok. Đấy là comment nhầm một số đúng không? Màu xanh hết nhá. Em còn trắng với lại cam. Còn trắng với cam ạ. An Bình Phương ơi, chị lấy màu. Chị háo nhiệt được chất này đẹp đúng không chị? Sướng nhở. Chất đẹp lắm. Xanh với đen hết nhá. Bây giờ còn màu cam. Màu cam màu trắng. Còn có một cái trắng thôi. Toàn bộ hàng Meiji chất xuống lắm. Quên đúng không? Quên. Ok chị. Đấy.
quên. Có bác nào thích ba lỗ không? Em lên mua ba lỗ nào. Xanh dương em hết chị ơi, xanh dương có mỗi một cái lấy đâu ra? Hết hàng rồi ạ. Chị lấy cho em ít ba lỗ bác. Đây chị đặt chốt màu cam đi, màu cam đào này mặc xinh này. Trông cái màu bên ngoài nó đẹp lắm ý. Nó kiểu là nó tôn da ấy. Chị nào da trắng hay da ngăm đều mặc được. Đấy chị ạ, còn một cái màu trắng luôn này. Còn đúng một cái màu trắng, có chị nào nhấc nốt không ạ? Là hết này. Em bán 130.000 mà nhiều chị còn giật mình luôn. Chị bảo chị vừa mua 190-200. Xong bây giờ nhà em đến nhà em 130, chị bảo là sao nhà em bán rẻ thế này. Đây, màu trắng cho em này. Đấy, mặc màu trắng này với lại giả váy này màu đen, màu nâu cũng xinh, nó rất là dễ phối đồ luôn. Chất mềm mát thích lắm, em cảm ơn chị nhá. Đây, trắng này, lấy thêm một màu trắng này chị Lan này, à chị Hương Lan này. Cho chị màu trắng, ok, cái này em còn đúng một chiếc màu trắng thôi, là hết nhá. Kiểu dáng của lốp tốt, các chị mặc quần sóc này trông có trẻ lắm. Cam đào ok chị Nu nhá, ok chị An Bình Phương chốt trắng này. Thôi dịch giá cứ đóng cửa ở trong nhà bán lẻ cho các chị thôi. Đấy chứ ạ, rồi các chị cũng khỏi phải đi đâu mua làm gì tập trung đông người. Đúng không ạ, ship đi tận nhà luôn, được kiểm hàng. Đấy, mà shop em toàn bán toàn hàng Quảng Châu, các bác mua được rẻ. Chứ còn các chị mua đến cửa hàng bán mua lẻ, các chị mua giá không bao giờ có giá này luôn. Rồi em qua mẫu nhá. Các chị mình lên ba lỗ nhá. Đấy chứ ạ, ba lỗ cho em hàng cao cấp này. Toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Các chị lên cho là mã gì ạ? 23. Sao đồ áo có cổ là sao? Chắc đang bị chị đang bị đau lưng á. Ủa dồi, nhiều tiền quá đau lưng đấy. Đấy là bệnh của người nhiều tiền đấy chị ạ. Đấy là bệnh của người nhiều tiền đấy. Chị Hương Lan nhá. Đây các bác nhìn cho em một đoạn áo ba lỗ này. Mẫu này thì em đang có màu trắng với màu đen, hai màu cơ bản nhất ạ. Đấy chứ ạ, hai màu cơ bản nhất là trắng với đen. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì đây? Ba lỗ nhá. Các chị comment là áo ba lỗ và kèm số điện thoại. Màu trắng và áo ba lỗ trên màu đen. Chữ XL. Các chị tầm khoảng 58-60 cân đổ về em chốt. Mã này có mấy size ấy? MLXL 3 size. Có 3 size là MLXL. Các chị lên đơn cho là mã gì đây? Tặng 23. Tặng 23 đúng không? Tặng 23 và kèm số điện thoại ạ. 130.000 một áo. Xem 130.000. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 23 và kèm số điện thoại ạ. Hai màu trắng đen. Được chưa ạ? Hai màu trắng đen cho em tặng 23 này. Toàn bộ hàng xịn nhá các chị ơi. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng xịn sò 3 size, các chị coi là tặng 23 và kèm số điện thoại cho em. Trắng và đen. Chồng Lan xong rồi nói nhiều tiền đi, xong rồi mới đau lưng ấy chị Lan ạ. Đúng không? Đấy em bắt bệnh hơi bị giỏi ấy. Đây các bác nhìn cho em nhá. Mỗi này có mày là tặng 23. Màu đen hoặc màu trắng và có 3 size là MLXL. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. 40 cân cho đến 60 cân em chốt đơn hàng. Ba lỗ này, chưa là mùa hè các chị mặc rất là thoải mái. Các chị đi chơi đi biển. Đấy, mặc chơi thể thao. Các chị mặc rất là sướng luôn, cái mẫu này chất nó mát lắm các chị nhá. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Ok chưa, các bác nhìn cho em là có 3 size là MLXL. Ừ. Ba lỗ màu đen được, và các chị coi là tặng 23 cũng được. Chị Hà Vi rồi ok, chị Hải Ngọc rồi ok, chị em chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị coi lên đơn cho là tặng 23 cho em 130.000 một áo ạ. Hàng Quảng Châu cái chất này các chị giặt thoải mái, nó không bị dão đâu. Chất em nó không bị dão nhá các chị nhá. Toàn bộ chất cotton lạnh cho em 100%. Đó. Các chị mặc nó rất là thoáng mát. Giặt thoải mái, máy giặt cho em không bị bay, không bị xù, không bị nhão, không bị nhão chất vải ấy. Các chị lên cho là tặng 23. Ok, chị Bích Hải có này. À, chân váy này 175.000, các chị coi là giả váy 1 ạ. Giả váy 1 có lên số điện thoại cho em. Tặng 23, ok, chốt chị Thuận Nguyễn. Mã này có đủ size đúng không chị? Đủ size là MLXL. Đủ size MLXL. Cho em một mã áo ba lỗ đây chị ơi. Có hai mã áo ba lỗ khác nhau đấy. Đấy. Mã này chưa một lần. Chưa một lần bóc trinh, à, quên phá trinh. Đây, bóc ok, con này phát hộ em với. Bóc rồi chứ phá. Mặc mẫu này thích lắm này các chị này. Tại vì năm nào nhà em cũng bán cái chất như này luôn. Cái này các chị giặt thoải mái, nó không bị bay. Nhiều khi cái áo ba lỗ các chị giặt mua những cái hàng rẻ ấy,
đấy thì giặt nó sẽ bị bay hết những cái ba lỗ này ra này, cho các chị mặc nó lên form rất là xấu luôn. Nhưng riêng chất này em đảm bảo các chị là mặc không bao giờ nó bị bay. Giặt quay máy tẹt đến tem cho em. Đấy, chị Thượng Nguyễn ok, chị Bích Nguyễn ok, chúc đơn chị Yến Trần ok, chúc giả váy 1 nhá. Đây em lên các chị một cái mẫu thứ hai của mẫu tặng 24 đi. Chị để lại số điện thoại cho chị Vũ Thị Mận ơi, để lại số điện thoại cho em. Đây con này em mặc màu đen cho các chị mình xem luôn. Lên là tặng 24 ạ. Tặng 24 của nó cũng là ba lỗ nhỏ hình con ngựa nhá, Celine. Của nó là hàng Celine cho em. Được chưa ạ? Tặng 24 và kèm số điện thoại cho em này. Tặng 24 lên đơn hàng cho em. Có hai màu các chị nhá, cũng có hai màu đen trắng ạ. Các chị có thể lấy một cái mã của tặng 23, một cái của mã tặng 24 ấy. Hai cái màu nó khác nhau, hai kiểu khác nhau cho em. Đây. Tặng 24 và kèm số điện thoại ạ. Lo nước lại để đâu nhỉ chị Hậu ấy nhỉ? Giờ nó có lạnh khổ. Không lạnh được. Đây này các chị ơi, các chị lấy một cái của mã 23, một cái của mã 24 ấy. Là hai cái hình nó khác nhau. Một cái màu đen, một cái màu trắng, hai hình khác nhau đi. Để cho nó khác, nó lạ một tí nhá. Đây tặng 24 à. Em có đen với trắng ạ. Em có màu đen, màu trắng. Ok chị Nguyễn Thị Vinh ạ. Ba lỗ này có 130.000 thôi chị. Hàng này bên ngoài người ta bán 170 đấy. 170.000 hàng này hàng Quảng Châu chị yêu. Chẳng qua mẫu này là em bán chạy số lượng thôi. Có nghĩa là em với lại một cái bạn mà bạn ấy chuyên hàng Quảng Châu, bạn bảo là tớ cho bạn mẫu. Đấy, tớ cho bạn mẫu, bạn chạy số lượng cho tớ, tớ cắt giá cho bạn 5.000. Có nghĩa là một cái áo em được lại các chị đúng 5.000 nhưng mà em chạy số lượng nhiều. Chỉ còn lẻ bên ngoài người ta bán các chị tầm 170.000 một áo cơ. 170.000. Em đảm bảo luôn các chị bên ngoài không bao giờ người ta bán 130.000 một áo đúng không? Còn ăn 130 đúng không? Đúng không? 130.000 đồng là em bán các chị đúng bằng giá giao buôn. Lẻ bên ngoài người ta cũng phải được lại các chị 450.000 người ta mới bán đúng không ạ? Nhưng mà em bán chạy số lượng em sẽ được lại các chị đúng 5.000 một cái thôi. Em chỉ cần được lại các chị 5.000 nhưng em bán được nhiều là em có lãi rồi. Đấy các chị cứ lấy cả đôi mặc xem chất nó có đẹp như em nói không nhá. Ok chưa? 130.000 đồng. Người ta giao buôn là 135 đấy ạ, 135. Nhưng mà em được cắt số lượng, mỗi một con áo em được lại các chị đúng 5.000. Đấy, các chị lên đơn cho em. Mã này tặng 24 ạ. Sơ vi lên nó đẹp này các chị này. Đấy chứ ạ, các chị mặc đi chơi đi biển đẹp lắm này các chị này. Xong là mặc cái quần short ấy. Đấy, nó có 3 size là M, L, XL nhá. 40 cân đến 60 cân, em mặc con này size hơi rộng một tí. Nghĩa ra em mặc size L. Ok chưa? Ra mặc size L nhưng em mặc con này hơi rộng. Tặng 24 này, 130.000. Tiền nào của đấy các bác ạ, các chị yên tâm luôn. Mua hàng nhà lo các bác không phải nghĩ về chất lượng luôn ạ. Mã này các em có 3 size là M, L, XL, có 2 màu nhá, đen với trắng ạ. Có 2 màu đen trắng, tặng 24 ạ. T25 cho em này, còn 2 chiếc. T25 em còn 2 chiếc, sale nốt là 180.000. T25 sale nốt là 180.000 đồng, hàng 3638 các chị nhá. Hàng 3638 sản lượng các chị là 180. Còn sót 2 em màu trắng và hàng này em vẫn đang về bù hàng các bác nhá. Về bù hàng nó có đủ màu đấy ạ. Đây hàng VIP cho các chị luôn. Mẫu này chốt đơn các chị đến 56 57 cân. Được chưa? Đến 56 57 cân em lên đơn à. Chị tặng qua nhiêu? T25 cho em, tặng 25 cho em 180.000. Để chị tặng 25 cho em 180.000 đồng. Hàng cao cấp em còn sót 2 chiếc. Size M ạ. Em còn sót 2 chiếc. Chân váy chị đang mặc là giả váy 1 pha in ơi. Bích Nguyễn rồi ok chị em chốt đơn nhá. Đây. Cái chị này. Hàng VIP xịn sò luôn, xả 180.000, chất phông mát lịm ạ. Chất phông mát lịm luôn, 180.000 đồng hàng sale nhá chị nhá. 180. Đó các bác lên đơn hàng và kèm số điện thoại này. Hai em màu trắng. Váy
váy em mặc là 175 nghìn. 175 nghìn. Còn một chiếc nữa chị nào lấy nốt đi, hàng này em về bù đấy. Tại vì là hàng này em bán đắt hàng nhất trong các mã. Nó đơn giản nhưng mặc lên nó đẹp, nó sang lắm. Chị Hường Nguyễn cứ ok, chị em còn hai chiếc size M thôi. Hàng hãng chị nhá, hàng không hãng các chị đang mua. Em thề luôn, bên ngoài người ta toàn bán 350 một quần áo này. Đấy, là 350 là cái shop người ta bán dao động từ khoảng 350 đến 380. Những cái shop nào kể em bán, nói chung là người ta bán giá rẻ nhất tầm khoảng 320. Tầm 320, thôi hết nhá các chị nhá, em còn có hai chiếc thôi. Cho em một mẫu nữa hàng hãng chị ơi. Con đi ơ kìa. Rồi lên tiếp hàng không hãng các chị nhá. Thà rằng các chị thêm 20-30 nghìn, các chị mua cái hàng đẹp, còn hơn là mua hàng rẻ các chị giặt một lần nó bị bay bị xù hết ra rồi xong lại phải đi mua. Mà những cái hàng các chị gọi là nó có mặc đến mấy năm các chị giặt máy thoải mái, nó không bị bay, không bị xù. Đấy. Đây các bạn nhìn cho em này. Chất lừ luôn, toàn bộ không xịn. Đây là size L. Lâu này trong toàn phải size L này. Cái này bây giờ nó đang còn lẻ size, em đang đợi về bù hàng ấy chứ. Thôi, mẫu này chưa bán. Ừ, mẫu này có nâu đậm này, nâu tây này, màu trắng này, màu đỏ, màu đen sao ấy. Đấy. Thôi cứ lên đi em. Cứ lên thôi. Rồi mẫu này các chị coi là T26 đúng không? T26. T26 cho em này. Được chưa? Các chị nhìn hàng này. T26 lên đơn hàng và kèm số điện thoại nhá. Toàn bộ hàng nó chất lừ luôn, nó thêu này các chị nhìn này, đường thêu nét căng luôn nhá. Đây là cái mặt bên trong áo này. Đây là mặt bên trong áo. Các chị comment cho là T26 và kèm số điện thoại ạ. T26 màu em mặc đây là màu nâu đậm nhá các chị nhá. Nâu đậm này. Em có hai size là size M với size L. Hai size là size M với size L. Có chị bảo là mua ở shop em có cái nào rẻ nhất thì em cũng bán rẻ hơn so với ngoại trường được 50 nghìn. Có một mã hàng em còn bán rẻ hơn ngoại trường 150-200 nghìn một cái luôn. Tại vì em ôm lô thì em nhập toàn bộ rau buôn ý. Cho nên là em sẽ bán cho các chị rất là rẻ. Thế còn để mà bán bình thường lẻ một cái ở cửa hàng thì em cũng bán giá gọi là nó phải tăng được lãi khoảng 40-50 nghìn một cái em bán lẻ thì em mới bán. Chứ còn nếu mà trên live em chỉ cần lãi các chị 50 nghìn thôi là em bán được số lượng nhiều là em có lãi rồi. Không cần bán đắt, không cần phải bán giá cao. Đây các chị nhìn cho em con áo của con màu này là bên đẹp quá này chị này. Hàng theo cho em. Thì chị ạ, toàn bộ logo theo cho em này. Ôi cái màu này mặc lên là nó nét căng luôn. Nhìn đẹp thế nhỉ. Mã này có mình là T26 ạ. Để chị ạ, T26 và kèm số điện thoại chị ơi, dơ màu của em cái. Màu trắng này. Màu lô nhạc này. Đây. Đúng là hàng chuẩn, hàng đẹp của khác, mặc lên form nó khác luôn nhỉ. Còn một chiếc màu đỏ. Này các bác nhìn màu nâu tây, em mặc là nâu đậm nhá các chị nhá. Màu đấy, nâu đậm này, màu nâu tây này, màu trắng, màu đỏ, màu đen. 180.000 đồng hàng sale. Chất nó như nhau, nó khác nhau cái hình thôi. Đấy chị ạ, 180.000. Các chị lên đơn hàng cho em. Mã này là mã T26 đúng không? T26 và kèm số điện thoại ạ. Dưới tầm 62 cân đổ về em chốt. 62-63 cân. Khách không qua 65 cân mặc được ấy. Mặc được size L. Mã này T26 nha các chị ơi. Màu nâu tây cho em này. Nâu tây, nâu đậm, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Đỏ đen em còn sót một cái. Và còn ba màu là ba cái màu đẹp nhất là trắng, nâu đậm và nâu nhạt, là ba cái màu siêu tây luôn. Được chưa ạ? Đây là cái chị nhìn cho em nhá. Những cái hàng rẻ ấy, cái đường thêu của nó sẽ rất là thô. Như các chị nhìn cho em này. Đây là cái bên trong áo nhá. Nét căng luôn. Được chưa ạ? Đó, các bác nhìn cho em hai mặt này. Đây là mã T26 và kèm số điện thoại cho em, tặng các chị 180.000 đồng một con áo này. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em thoải mái. Cái màu của nó rất là sang luôn. Được chưa ạ? Cái màu nó mặc lên nó sang. 62-63 cân đổ về em chốt là trên 40 cân đổ lên. Để chị ạ, hai size là size M và size L. Hai size là size M với size L.
Cái màu này nhìn sang thì tôn da kỳ luôn, da trắng hay da ngăm đều mặc đi. Bò giấy em có chị ơi, bò giấy có nhá. Đẹp quá này. Mặc lên không muốn cởi ra tại vì chất nó mát quá. Chất nó sờ nó mướt tay. Các chị nào không chốt được cái mã T25 các chị chuyển sang mã T26 cho em. Nâu tây còn nhiều, chị Bích Hải rồi ok chị. Chị bồng trần rồi ok chị, em chốt đơn. Đỏ còn một cái, đen còn một cái, có nữa là còn ba cái là ba màu là màu nâu tây, màu đậm, nâu đậm và màu trắng cho em. Đó, nâu tây, nâu đậm, màu trắng. Chị Hà Vi rồi ok chị, em chốt đơn. Đây nha, hàng xịn của nó, cái size số của nó sẽ là tắc bên sườn như này. Đấy chị ạ, mắc lụa cho em. Toàn bộ hàng này hàng mắc lụa nhá chị nhá. Mã T26 em thử cái màu nâu tây. Nhưng mà nâu tây hình như là còn chỉ là size L hay sao ấy. Màu là con size L. Đấy chị ạ. Trang Anh Hoàng lên số điện thoại ạ. 65 cân mặc cho em con size L chị ơi, tại vì khách em hôm qua đến cửa hàng các chị 65 cân là có nghĩa là người chị bụng các chị rất là to. Đấy, nhưng mà các chị vẫn mặc được size L chị nhá, vẫn mặc được size L mà mặc đẹp và đẳng khác luôn. Tại vì cái hàng Quảng Châu này, cái hàng cao cấp này ấy, cái form nó lên nó đẹp lắm. Cái form nó lên nó đẹp chứ nó không bị là bị lộ bụng, như với lại là nó bị hơi kiểu là nó cái chất nó dạo như cái hàng xưởng. Đây, giặt máy thoải mái, không bay không xù. Đây các chị nhìn cho em màu nâu tây này. Nâu tây cho em. Được chưa? Lên đơn cho em là mã gì ạ? T26 và kèm số điện thoại. Đen em báo luôn là còn một cái đúng không? Em còn một cái. Đen còn đúng một cái chị ạ. Đỏ còn một cái. Đỏ em còn một chiếc thôi. Thế là hết này. Nhìn hàng mác cho em. Người ta sale đã 25, 26 rồi đấy. Mà em bán lẻ cho các chị có 180.000 đồng là hàng sale. Em vật ôm lô của nó 1-2 nghìn áo là chuyện bình thường. Được chưa? Ôm lô 1-2 nghìn áo về em bán lẻ các chị. Em bán lẻ ra người ta còn nhập xỉ không nhập được giá này luôn. Nhập xỉ không nhập được giá này. Đó, các chị nhìn cho em, đỏ em còn một chiếc nhá các chị nhá. Đỏ còn một chiếc, chất phông của nó cực mát luôn. Nâu này là nâu tây. Chị Nguyễn Huyền chốt đỏ luôn này. Trang Anh Hoàng chốt đơn ạ. Chủ yếu là còn nâu tây với lại nâu đậm với màu trắng. Nâu tây, nâu đậm và màu trắng ạ. Chị Lê Nhi hết đỏ rồi. Nhiều lắm các chị ơi. Tại vì hàng năm nay thì em toàn nhập từ cái hàng phong này nhiều. Thà rằng mình nhập gọi là nhập cái hàng nó cao cấp hơn một tí, nhưng mình về mình bán rẻ hơn, khách hàng nhận được khách hàng cũng thích. Chứ bây giờ nhập cái hàng mà hàng rẻ xong rồi về khách hàng nhận, các hàng bóc ra đầu kiểm chất xấu là khách hàng sẽ trả lại. Chị ơi 59 cân mặc size L cho em, chị bóng trần nhá, yên tâm luôn. Có size vừa thì chốt, không có size vừa thì em cũng không chốt đơn cho khách đâu. Đó, chứ không cố tình chốt để khách hàng nhận được, khách hàng không mặc vừa. Bây giờ là các chị phải mặc, nhận được hàng các chị mặc vừa đẹp thì các chị mới mua tiếp đúng không ạ? Chứ bây giờ là cứ chị 50 cân là chị có vừa, rồi là 60 cân hay 65 cân các chị cũng vừa, hoặc là 70 cân cũng chốt. Chị nhà em không chốt đơn kiểu ồ ạt như thế đâu. Nhà em sẽ tư vấn rất là kỹ về cái cân nặng chiều cao, khách hàng vừa mới đi đơn, không vừa là em sẽ báo luôn chị ơi chị không vừa, chị chọn mẫu khác. Đấy, cho nên là cái tỷ lệ mà hoàn đơn nhà em rất là ít. Tỷ lệ hoàn rất là ít. Áo mặc trong em không còn nữa chị ơi, chị Ngọc Lan nhá. Đồng trần lên 59 cân có size L chị vừa. Em báo luôn là sẽ có size các chị mình đến tập khoảng là 63, 64 cân. Đó, đến 63, 64 cân mà người chị nào 65 cân, các chị người các chị cao cao một chút ý, thì các chị mặc được nhá. Đây cho em màu trắng này. Nâu tây này xinh các chị ơi. Mặc cái những cái màu này trông rất là sang luôn. Đấy chị ạ, màu mặc xanh rất là sang. Em thử con màu trắng các bác xem luôn nhá. Áo bra này em giặt em bán hết từ lâu rồi chị ạ. Bán hết con bra này rồi. Cho em con áo hoa của Chanel chị ạ. Đây màu trắng. Đấy, mặc vô bình thường nó đẹp. Không nhất thiết phải sơ vi. Thì chị ạ, cái dáng này không quá dài và không quá ngắn. Dáng không quá dài và dáng không quá ngắn cho em. 180.000 đồng, đố ai bán được giá này luôn. Nếu mà đúng hàng mác MV nhà em đang bán đấy các bác nhá. Đúng cái mác như này và chất liệu như này luôn. Các chị về các chị so sánh với con áo 350 ngoại trường người ta bán xem chất có như nhau không nhá. Đây, trắng cho em này. Những cái hàng các bác mua nhà em đồng phục rất nhiều luôn. Kệ vì cái giá của nó em bán cho các chị là giá vừa tiền và giá hợp lý ạ. 180 ạ. Bị thấy lâu chưa Huyền? Mới. Chân váy xòe em có. Đây em giơ chân váy xòe các bác xem luôn nhá. Chân váy xòe mình để đâu nhỉ? Ngoài này. Chân váy xòe ngắn mà. Xòe ngắn nhà mình còn ít đi. Chị Hà Phan rồi ok chị. Đợi em tí em tìm chân váy xòe nhá. Có chưa? Có chân váy xòe dáng ngắn.
bây giờ không biết ẩn giật ở dưới nào, phương trời nào. Chỗ nào cũng nhớ vậy. Ôi giời, chồng em bây giờ để đâu em còn quên nữa là. Ui, đau chân quá. Đây, 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 đố, mày đố thấy rồi. Trời ơi, Hoa ơi. Mày giấu với bố mình biết rồi nè. Có sai bé không? Gì? Vẫn A cây. Sai 6. Đừng. Có sai 27 không? Sai 6 này không vừa. Bác mua 7 cho mẹ cháu đi à. Ôi trời ơi. Chị búm ra đây bán hàng cho mẹ à? Chá mẹ con gì cả. Hôm nọ cháu được đầu tư được hẳn cái. Con chào cô lên cho bé các bác không nghe thấy. Con chào các bác. Các bác mua quần áo cho mẹ cháu đi. Các bác mua quần áo cho mẹ cháu ấy. Để mẹ cháu mua bibi cho cháu. Để mẹ cháu mua bibi cho cháu. Nói bé rồi nói to quá các bác không, các bác chạy nghe to quá. Các bác chạy mất, con nói vừa vừa thôi. Con không nọ được trả công một cái váy này đây. Đây này, mẹ cháu bán hàng cho mẹ cháu cả buổi trưa, mẹ cháu cho cháu được hẳn một cái váy. Đấy, có bác nào có con gái không mua váy cho mẹ cháu này thế này, váy yêu lắm mà. Đấy, 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 úi dồi dời, nghe quảng cáo này. Ngủ cái gì? Con nhìn điện thoại này, con nhìn điện thoại này. Chào các bác. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Các bác có mua váy không? Cháu bán váy cho. Các bác có mua váy không? Cháu bán váy cho. Váy nhà cháu đẹp lắm. Váy nhà cháu đẹp. Hôm nay không làm tí son môi nhỉ? Hôm nay không làm tí son môi nhỉ? Mày nó lục sụp suốt từ trưa giờ mày lúc nghe ngủ à? Nó không ngủ à? Không ngủ chưa à? Xuống đây. Đúng rồi. Không ngủ được ra nó lại đập vào cái vào xem điện thoại nó bắt. Đấy, bác chào bóng xinh gái nhé và con chào bác Huyền. Con chào bác Huyền. Giống cô Huyền này chào. Cái váy bé 5 tuổi rốn đơn đây. Chị Hoa lấy cho em cái váy như bóng đang mặc này. Con nó đòi, nó chỉ thích cái này này. Từ sáng giờ nó đòi đúng cái này thôi. Váy mẫu này bé mặc 30 cân là không vừa chị ạ. Tầm khoảng 25 cân thôi. Tầm khoảng 25 cân. Con muốn con váy màu đỏ. Con muốn váy màu đỏ. Đây, một váy màu đỏ đây. Chị cơ các màu còn mấy cái. Cái mẫu này em còn đúng mấy chiếc này. Tầm khoảng cái to nữa thôi. Còn size to. Đây là bóng đang là 14 cân. Là bóng mặc cái này hơi rộng là tầm khoảng 16 cân. Tầm khoảng 16 cân đến 25 cân ạ. Các chị coi là váy bé 1 cho em với ạ. Váy bé 1 và kèm số điện thoại ạ, 140.000 một váy ạ, 140.000 đồng. 140.000, con này mặc các chị ơi mặc nó mát lắm. Bé nhà chị 15 cân thì sợ mặc rộng ấy chị ạ. À mặc được, mặc được. 15 cân nó nói chung là nó phải bao nhiêu tuổi chị ơi? Các chị coi là váy này là váy bé 1 cho em nhé. Con đứng dậy cho các bác xem cái váy nào. Đứng lên cho các bác xem váy nhá. Đây. Đây váy bé cho em. Các chị comment cho là váy bé 1. Đây bán cho cô cái váy bé. Cao gầy á. Bé như em là 14 cân là 3 tuổi rưỡi. Cái nhói gì trong đấy này. Thế nào. Mùi chi. Xấu hổ quá. Con hát cho các bác nghe bà này. Bà ơi bà, em yêu bà nha. Chắc bà trắng, trắng như mây. Tao yêu bà, trong lâm bạc ca. Đi đâu quên rồi, hà chắc biết bà vui. Con ơi, con ở đây quá. Nào con bán máy nha. Cái mẫu này em còn có còn 2 chiếc. Còn hai chiếc là từ khoảng là 17, 18 cân đến khoảng 25 cân. Chưa hát xong mà. Chưa hát xong, hát tiếp đi. Nào, hát tiếp, hát bài gì nữa nào. Ông nội. Ông ơi, ông nội. Ừ, hát ông nội nào, hát đi. Ông ơi, ông trong ông trăng, của trăng như mày. Sao yêu ông. Ai gọi bài Linh Thiên đấy. Sao quăng à. Ngày trước biết bà vui. Đang ông rồi ra bà. Đang ông chuyển sang bà luôn được. Ai dạy bồng ấy. Mang cả họ nhà cái. Mày ra bán hàng đi tôm tép.
chân mày xòe đây, em lên chân mày xòe. Vừa thì con hát đi để mẹ đi thay váy. Con hát đi. Ơ em vừa cầm cái váy đâu nhỉ? Cái gì? Lấy cái bằng bé bống thì không còn chị ơi, còn cái size to hơn của bống mà thôi chị ạ. Em lên bà thì mông cao hồ trường đất. Ok, hát dậy vạch cả váy lên đi con. Trong đất thì trong cây ca ông bà nhà mai ông bà vui cây chạy. Được rồi, đòi tiền đi lý đi nghe này, đòi giả tiền công đi lý này. Ủa hai váy liền à? Không, cái này nó có hai lớp. Mẹ có mấy giây bóng và giả tiền công này đi lý này. Ơ cái chân váy size 27 em vừa cầm ra đây đâu nhở? Ai biết là mẹ con nhà mày. À đây rồi, đây chân váy ngắn đây chị này. Em mặc luôn nhá. Thôi con đi ra ngoài để cho mẹ bán hàng nhá. Tao về đây. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Đây, chân váy xòe đây ạ. Toàn bộ hàng này hàng Quảng Châu. Được chưa? Toàn bộ hàng Quảng Châu em có 3 size là S, M, L tương đương với lại size 26, 27, 28. Tương đương với size 26, 27, 28. Đấy, bao giờ chốt xong thì tớ xuống like thôi. Xuống rồi. Xong chưa? Mày kiên nhiên nhờ ghế mày nó xuống đấy. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ và cô nghe kiểu mẹ ơi. Mình đâu ở đâu? Đây chân váy em có hai màu là đen với nâu tây cơ chị nhá. Size 26, 27, 28. Sóc. Bò thổ nhà mình còn quần bò thổ dài đúng không nhỉ? Quần này nó sẽ có chân váy này nó sẽ có quần bên trong. Được chưa? Có quần bên trong luôn, nó không bị ngắn đũng nhá. Chân váy này toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Bây giờ là em có hai sẵn là hai màu đen với nâu. Được chưa? Sẵn hai màu đen nâu. Các chị mình lên đơn cho là chân váy ngắn và kèm số điện thoại ạ. Chân váy ngắn mà kèm số điện thoại cho em. Hàng 2223 sale các chị là 199.000. Được chưa? 199.000 đồng. Có size các chị từ khoảng 57 cân đổ về. 57 58 cân đổ về em chốt đơn nhé các chị ơi. 3 size S, M, L. S các chị dưới 50 cân, size M các chị từ khoảng 54 55 cân và size L các chị từ khoảng 57 58 cân ạ. Đó. Ba hai màu cho em là nâu với đen nhé các chị nhá, nâu tây với đen. 199.000 đồng một chân váy ạ. Đấy, 199.000 đồng một chân váy. Chân váy là chân váy quốc dân ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Cho em một cái áo hồng của Chanel các. Con này đấy, con trong ngoài đấy. Đấy. Không. Đi ở trong tóc kìa, Chanel hồng. Chân váy này thì ai cũng mặc được, kiểu dòng cổ không. Ôi trời ơi. Tiếp hàng áo cao cấp nữa các chị nhá. Mẹ ơi. Ơi. Ăn cái này đâu? Em cái gì? Cái này ơi. Lấy ra mà xem. Xem cái gì? Cái này ơi. Eo 77 mặc cho em chân váy size L chị Yến Trần nhá. Em là eo 74 mặc size M này. Chị eo 77 chị mặc size L cho em. Eo em 73, 74 đấy, em mặc size M. Không, không ăn thì để đấy, tí mẹ ăn. Tông xẻ tông luôn. Đây là mã T27 nhá các chị nhá. T27 và kèm số điện thoại ạ. Thế chứ ạ, T27 và kèm số điện thoại cho em. À, cho em xin một ít quần chip, chip gen gen mà. Cái hàng đẹp đẹp kia xem nào. Không mấy soạn nó còn sót mấy lố đấy. Cái này nó còn chip đẹp này.
sót ra một ít chip đẹp các chị nhá. Ít quần chip. Quần này mặc thích cực luôn. Để chị, các chị lên cho em này, hàng chip cao cấp nhé các bác nhá. Mặc nhẹ tênh luôn là dưới 60 cân em chốt đơn. Để chạm dưới 60 cân em chốt đơn, các chị coi này là chip đẹp và kèm số điện thoại. Chọn màu ngẫu nhiên các chị nhá, toàn bộ bảng màu nó đẹp luôn như này. Đó, toàn bộ bảng màu đẹp, các chị coi là chip đẹp và kèm số điện thoại ạ. Chip đẹp và kèm số điện thoại cho em. Áo là mã gì nhỉ? Bây giờ nhà em chỉ có quần shop với quần ngố của nam thôi. Bây giờ chị ra chị xẻ ngang ống chân á, có qua đầu gối chị Phạm Tất ạ, có qua đầu gối thôi. Để tranh thủ bán một ít đồ nam nhá các chị nhá, đồ của trẻ con nam nhá. Áo không với lại quần sóc bò với quần ngố bò đúng không ạ? Chị Hoa ơi, cho em xin một ít quần sóc với quần ngố với áo không bác. Chip đẹp cho em là bao nhiêu tiền một cái nhỉ? Một lố của nó là 250, được chưa? Một lố của nó là 250.000, 10 cái nhá các chị nhá. Lố 10 cái cho em cửa còn sót có 1 đến 2 lố thôi. Để chạm sót 1 2 lố, 10 cái 250 một lố. Quần này mặc của nó là hàng ren, để chạm mặc rất là thích luôn, nó mát. Để chạm mát rồi rượi luôn đấy, các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? À, chip đẹp và kèm số điện thoại, toàn màu đẹp các chị này, không có tông màu nào xấu luôn. Để chạm không có màu nào xấu. Ngố cũng được mà sót cũng được. Hoặc là quần thô cũng được. Lên mẫu gì, lên mẫu gì chị? Quần của trẻ con nhá, quần sóc của trẻ con, của bé trai được không ạ? T27, ôi T27 cho em là 180.000. Dạ. Dạ váy có. Đây quần chip cho em cứ 250 một lố 10 cái. Cứ 250 một lố 10 cái, các chị nhìn bảng màu cho em này. Các bác nhìn bảng màu cho em này. Em soạn đấy, còn sót 2 lố em dồn vào 1 đấy. Còn 2 lố em dồn vào 1, các chị nhìn màu này, rất là đẹp luôn. Được chưa ạ? Lố màu cực kỳ đẹp luôn như này. Cái này em để bán lẻ được, được chưa? Tại vì người ta bán 35.000 một cái giá lẻ thôi. Em bán các chị cả lố là 250. Cả lố là 250. Đây quần sóc bò của nam đây. Được chưa ạ? Sóc bò của nam. Các chị lên đơn hàng cho là mã 070 nhá. Chip đẹp một lố ok chị Nguyễn Thảo. Áo ở trong lấy 3 cái ạ. Bác chị ơi. Bây giờ mã 070 là có size được bao nhiêu đây? 29 này, 26 này. Từ 25 đến 29 thì sao? 25 đến 30. Từ 26 đến 30. Đấy, từ 26 đến 30 các bác nha. Từ size 26 đến size 30. Em chốt đơn cho các bé nhà mình tầm khoảng 25 cân. Được chưa? Tầm khoảng 25 cân cho đến tầm khoảng là 40 cân. 25 cân đến 40 cân em chốt đơn. Đấy các chị comment là mã 070 và kèm số điện thoại ạ. Các chị comment là sóc nam 070 nhá. Sóc nam 070 giá tại sóc là 120.000, chốt trên live stream là 110.000. Được chưa? Chốt trên này là 110.000. Các chị nhìn cho em là chất quần của bé rất là đẹp luôn. 110.000 một quần sóc của nam. Đó, từ khoảng 25 cân đến 40 cân. Từ 25 cân đến 40 cân 110.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cho em. 25 cân đến 40 cân. Sóc bò màu khói các bác nhá. Sóc bò màu khói cho em. Siêu đẹp luôn. T27 nâu ok chị Trang Anh Hoàng 50 cân này. Chị Minh Phạm chốt đơn quần giả váy này. Để các chị lên đơn hàng cho em là các chị coi là sóc nam 070 ạ. Sóc nam 070 cho em. Từ 25 cân cho đến 40 cân, 40-41 cân mặc được. Để chạm đến 40-41 cân mặc được cho em. Để chạm 110.000. Hàng này hàng đẹp các chị nhá. Hàng đẹp cho em, 110.000 một quần. Giá lẻ tại cửa hàng là 120.000. Đấy, chốt trên livestream nhé là 110.000 đồng. Quá rẻ luôn, các chị nhìn cho em này. Để trước em mua toàn 160-170.000 một quần này. Tại các shop khác người ta bán lẻ. Tại vì cái đợt mà em chưa bán đồ nam của trẻ con ấy, em toàn mua quần này 160-170. Đấy. Chip đẹp 5 cái, ok chị Thuận Nguyễn nhá. Mã này là các chị có là sóc nam 070. Hôm nay là sóc nhí mẫu nhà em lại không có ở nhà, nó đi học mất rồi. Từ size 26 đến size 30, size 26 đến size 30. Chất này nó chất nó mát lắm các bác nha, nó không bị dày. Được chưa? Nó không bị dày. Chất quần cho em này. Được chưa? Mã này là mã 45 cân có vừa không à? 45 cân thì nói quan trọng là cái độ tuổi của bé nữa chị Tuyên Đỗ ạ.
nó có, nhà em có cả quần cho các bé tầm khoảng 50 cân, 50 cân đấy. Để xem bây giờ em chưa soạn được cái mẫu ra để cho các bé nhà em thử ấy, tại vì bé nhà em nó 42 cân rồi ấy. Nếu mà bé nhà em mặc rộng một tí thì bé nhà chị 45 cân mặc được. Mai cho mẫu mặc thử. Nhưng mà 42 cân. Tôm. Trời ơi, sắp bằng cân bác. Tôm 42 cân mà. Áo em mặc là mã gì đây? T28 đúng không? T27. T27 à? Áo em mặc là mã T27 nhá, có mấy màu chị? Hồng trắng nâu. Hồng trắng nâu. Áo em mặc em có là hồng trắng nâu. Nâu của em là nâu tây. Áo này là mã T27 sale 180.000. T27 sale 180 ạ. Ok chị Thanh Nguyễn nhá. Chị Hoa ơi, cho em cái màu khác đi, màu trắng màu hồng ấy. Cái mã này em có cả trắng mấy hồng ấy, cái mã T27 này. Mặc xinh lắm luôn các bác ơi, dưới tầm 62 63 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Dưới 62 63 cân đổ về em chốt đơn nào. Bác này các chị coi là T27 cho em nhá. T27 và lên số điện thoại à. Đẹp quá này, các chị mặc quần short hay là chân váy đều xinh luôn. Áo em mặc là mã T27 chị Hà Phan ơi. Ê nhá, em có 4 màu luôn ấy, trắng này, nâu này, đen hồng. Trắng nâu đen hồng lên cho là mã T27 cho em, hàng cao cấp nhé các chị nhé. Xả 180.000. Về chợ xả 180. Mã T27, chị Hà Phan comment luôn cho em mã này này. Siêu đẹp luôn, có cả trắng và hồng. Em thử con hồng, hồng em còn sót có mấy cái thôi. Áo 2 dây em không chị ơi. Đây mã T27 lên đơn. Chất này. 3.000 hàng này, siêu cấp luôn. Về chợ T27 lên đơn ạ. Màu em mặc là màu nâu tây. Em lên thử màu hồng nữa chị nhá. Hả? Chị Lê Hoa ok chốt T27 nâu, màu sang lắm các chị ơi mà chất nó mát. Các chị mua nhé, các chị chưa mua cái hàng này nhé, em bao giờ các chị có thể mua thử một chiếc. Các chị về các chị xem chất nhá. Siêu đẹp luôn. Đây màu hồng này. Em để buông bình thường đây các chị nhá. Form không ngắn không dài. Form vừa. Đó. Chị Hà Phan rồi ok, bác nào chốt hồng comment hồng cho em này. T27 cho em màu hồng. Nói chung là những cái hàng quốc dân này các chị ai cũng mặc được. Đấy, các chị nhìn cho em tông màu hồng này. T27 cho em màu hồng và kèm số điện thoại 180.000. Chị Thuận Nguyễn rồi ok chốt màu hồng nhá. Chị nào lấy màu hồng comment luôn. Cái hình này các chị mặc nó giặt nó không bị vỡ hình nhá các chị nhá. Không bị vỡ hình, không bị dính hình với nhau đâu. T27 cho em màu hồng này. T27 màu trắng và T27 cho em màu đen. Kèm số điện thoại ạ. 180. Màu đen. Đó, T27 đen. Các chị nhìn mác này bên ngoài toàn bán 350, 380. Để chị ạ, giá bên ngoài toàn bán 350, 380. Size số nó ở bên sườn các bác nhé. Size số tác sườn cho em. Để chị ạ, size số ở bên sườn này. Mác lụa cho em nhé chị nhé. T27 ạ. Màu hồng. Đen trắng này, trắng còn nhiều không chị nhỉ? Trắng còn mấy cái đâu. Trắng còn sót mấy cái thôi chị ạ. Màu trắng cho em. Trắng còn sót còn khoảng 2-3 chiếc đúng không? 3 chiếc. Còn 3 chiếc màu trắng em hết. Chị Mộng Thị Đào rồi ok chốt T27. Con này siêu đắt hàng luôn. Chân váy này là 200 chị ơi. Chân váy là có mày là chân váy xòe cho em. Chân váy có màu đen nhá, chân váy có đen với nâu. Đây chị nào chốt trắng comment trắng cho là T27 màu trắng ạ. Toàn bộ những cái hàng này công dân ai cũng mặc được mà mặc rất là đẹp và chất mát. Đó T27 và kèm số điện thoại ạ.
Có quần dài chị ơi, Thuận Nguyễn ơi, có quần dài. Áo thun bé nam 37 cân á. Chị cho em một mấy mẫu của áo áo phông của bé trai phát nào. Cho em một tí em lên phông của bé trai mà như cái phông của nói chung là đồ đồ phông nam ấy, nhà em chuyên về hàng Quảng Châu. Và cái chất của nó rất là đẹp. Chất nó mát lắm. Mẫu nào cũng được. Nó đủ size. Có mẫu cho các bé đến khoảng 50 55 cân đấy, 50 cân. Được chưa? Từ khoảng là 15 14 15 cân đến khoảng 50 cân các bé nhà em có nhá các chị nhá. Nói chung là các mẹ đến là các mẹ những cái các chị toàn là có hai bé mà xà xà như nhau, các bạn toàn mua kiểu áo đôi ý. Để các chị nhìn hàng em này. Chất đẹp lắm luôn các chị ơi. Lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Mã này là mã 043 nhá, 043 và kèm số điện thoại cho em, 150.000 một áo. Giá bán tại shop là 160, bán trên line là 150.000. Thế các chị comment là mã gì ạ? Mã 043, 043 em có size từ bao nhiêu đây? 140, 150. Mã này còn chưa treo hết ra ấy, thì không biết là còn. Chân váy là 200 chị ơi, chân váy là 200.000. Mã này là một áo này là của bé là 150.000 và có size cho các bé nhà mình đến thoải mái tầm khoảng là 40 45 46 cân. Đấy chứ ạ, đến 45 46 cân. Ơ chị ơi khác này, mẫu này khác này. Nhưng lại treo cùng. Nhưng người ta thử ấy. Mộng Thị Đào ok chốt T27 màu hồng. Chị nào chốt T27 trắng lên đơn ạ. Bây giờ phải có mẫu thử ra đây thì em mới áng chừng được tầm bao nhiêu cân. Nói chung là áo này sẽ có size cho các bé nhà mình đến tầm khoảng là 45 cân nhá, 45 46 cân thoải mái. Thằng cò nhà em nó chỉ mặc đến size 150 thôi. Đấy, thằng cò nhà em 42 cân nó mặc đến size 150 mà mã này nó có size đến hẳn là hình như là 160 phải. Đây này, 45 cân thoải mái này. 45 cân thoải mái cho em con 150 này. Có size cho các bé nhà mình thoải mái từ khoảng là 15 16 cân, à quên. Tầm khoảng là 20 cân, 20 cân cho đến 45 cân. 043 có size các bé, các chị comment luôn cái cân nặng chiều cao của bé giúp em nhé. Chị Hoa ơi, chị bốc của em cái hàng áo nam đây với. Áo đang mặc là 180 ạ. Còn áo của bé là 150.000. Nhiều mẫu các chị nhá, đợi em một tí để em dơ mẫu luôn. Ở cái hàng ở cả trong túi kìa. Để tí nữa kệ mang xuống để em treo luôn áo lên. Tại vì là hàng em nó mới về em chưa treo kịp hết mẫu ạ. Chị bốc hết ở đây em xem mẫu luôn. Đây á, hàng to đấy, hàng nhỏ. Cả hàng to hàng nhỏ của bé trai bốc đây cho em với. Áo này có đen luôn nha. Đây mã T27 này, tuyên độ ok chút 043. Các chị yên tâm luôn, các chị nhận được hàng của các bé, các chị sờ chất nó xuống lắm. Đấy chưa, các chị nhìn cho em này, nhà em không bán hàng của trẻ con, hàng xưởng, hàng may gia công đâu. Đây các chị nhìn mác, nhìn hàng cho em này, toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Mà các chị mua ngoài cho bé cũng trên 200.000 một áo. Tại vì em mua hàng, nhà em có 3 đứa con, em biết là ngoại trường người ta bán con áo này tầm bao nhiêu tiền. Đây áo em mặc màu đen đây. Ok chị tuyên đỗ chốt mã 043. Chị chọn cho em cái mã này xem nó là cái mã nào để chị đưa cho em cái. Đây này, có size 160 nhé, thoải mái các bé nhà mình đến 45 46 cân. Chị Duyên Hoàng ok chốt 04322 và 35 cân ok chị luôn. Đấy, bác nào nhé, ô có hẳn đến khoảng 50 cân, có size 170 luôn này, 55 cân mặc được. Em giơ các bé, các bác nhà mình đến em thử luôn nhá, thử luôn con áo này. Hiện tại em đang 53 cân. Đây này, em mặc còn mặc được ấy. Đây này, thoải mái cho bé 50 cân. Đấy chạm, thoải mái các bé mình nhìn còn đến 50 cân mặc được cho em. Này các bác nhìn cho em này. Áo em mặc là mã T27. T27, áo em mặc là T27. Còn áo của bé là mã 043 nhá. Mã 043 cho em có size từ 140 đến 170 à. Đây 154 140 150 160. Bây giờ có từ size 140 đến 170. Các bé từ khoảng là trên 20 cân đến khoảng là 50 cân. Ok chị Lê Hoa chốt đơn dồn. Đấy các bác nhìn hàng cho em nhé. Em mặc thử nhá các chị nhá. Em mặc thử cái áo size to của các bé cho các chị xem luôn. Đây này, màu của các bé mặc trông rất là đẹp luôn. Đấy. Mặc cái này trông nó kiểu là hip hop một tí các bác nhé, mặc cái quần sóc ấy. Cô bé có nhiều màu lắm chị ơi, đây là em đang dơ thử một màu trước. Đây này, các bé nhà mình có đến hơn 50 cân cũng mặc được cho em. Đây là size to nhất của bé nhá. Thoải mái có đến 55 cân đi nhỉ. Trẻ con đến 55 cân cho em.
Em 53 cân em mặc còn rộng rộng này. Các bé nhà mình thoải mái đến 55 cân cho em. Ok chưa ạ? Đây các chị lên đơn cho em ở mã 043. Mà có 150 nhỉ? Rẻ quá luôn, chất hàng Quảng Châu này các chị ơi. Đó, các chị lên đơn hàng 043 và kèm số điện thoại. Đây là áo không của bé nhá các chị nhá. Treo mẫu luôn chị ơi. 043. Ờ, cái cuộn mà đánh mã giá đâu Linh ơi, đưa cho chị để chị dán mã để cho đỡ nhầm nào. Xem điện thoại bảo cô Linh đưa cho mượn cái. Đưa chị cái bút đây. Cho em một mẫu khác chị ơi. Bây giờ chị rút cho em tất cả các mẫu ở trên kia để em dơ mẫu cho khách xem luôn nhá. Có đủ size các bé luôn. Đi em cái bút vào. Em đánh mã cổ áo luôn cho các chị dễ ấy, dễ nhớ. À quên, dễ chốt đơn nhá. Đây là không mã bút 03 này. Em đánh mã luôn là không thể nào nhầm được. Rồi ok, em qua mẫu này. Màu đen màu hồng, ok chị Như Tuyền có mã T27 nhá. Chân váy này mặc có màu đen. Tiếp một mã khác có màu xanh coban. Được chưa, màu xanh coban cho bé luôn này. Được chưa, các chị nhìn cho em có size từ 130. Có size từ 130 này cho đến là 170. Thoải mái đến 55 cân ạ. Được chưa, từ 130 đến 170. Các bé tầm khoảng 20 trên 20 cân. Trên 20 cân. Được chưa? Trên 20 cân cho đến tầm khoảng là 55 cân. Các chị comment cho em là mã này là mã 029 ạ. 029 mà kèm số điện thoại ạ. Được chưa? 029 mà kèm số điện thoại cho em. 150.000, con này em bán tại shop là 170 nhá các chị nhá, 170. Bán trên livestream các chị là 150.000 đồng. Các chị ơi mình lên đơn ạ, con này em mặc hơi chật đấy. Thằng tép nó đi học mất rồi. Ui. Các bé trên 20 cân nhá. Để chạm trên 20 cân cho đến tầm khoảng là 55 cân. Để chạm mã 029 ạ, xanh 029 cho em màu xanh coban. 029 cho em của màu xanh coban ạ, chị yêu lấy lên đơn 150.000 một áo ạ. 150.000 có từ size 130 đến 170. Size từ 130 đến 170, chất không của nó rất là đẹp luôn. Chị Nu Vemet ok chị này. Mã này là 029 nhá, màu xanh coban. Màu xanh coban. Đấy, cái màu này bé trai mặc trông rất là khỏe khoắn luôn. 150.000. Mã này 029, 150. Đó, có đủ gì nhá các chị nhá. 029 và kèm số điện thoại ạ. Mã này 029 cho em. 029 và kèm số điện thoại ạ. Mã này 029 này, các bác lên đơn cho em này. Nam người lớn á nhà em không chị ơi. Có các bé đến khoảng là 55 cân ạ. Có size các bé đến khoảng 55 cân. Mã này mã 029 và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi qua mẫu nhá, có bác nào lấy không ạ? Tiếp theo, ủa con này mặc kêu đẹp chưa? Con này có size từ 110 hay sao ấy? Từ 110 đến 160. Có size từ 120 đến 160 ạ. 029 ok chị Liên Thìn nhá. Ô, con trai mặc được không em? À, nếu mà các bé trai thì mình đến 55 cân là mặc được. Nhưng mã này con nó bé hơn này. Size này 150 cho các bé đến 45 cân thôi. 150 có size các bé nhà mình đến 45 cân thôi ạ. Đó, có size mẫu này là từ 120 cho các bé nhà mình tầm khoảng là 16 cân đổ lên. Tầm 16 cân cho đến tầm khoảng 45 cân ạ. 16 cân đến 45 cân. Các chị lên cho là mã này là mã 038 ạ. 038 cho em 140.000 đồng. Đấy chị ạ, bán trên live, à trên tại cửa hàng là 150 nhá. Giảm cho các chị trên live chuyên là 140.000. Bé gái em có, em sẽ lên bé trai trước, sẽ lên đồ bé gái, tí lên quần sóc thô của bé trai nhá. Đấy các chị lên đơn cho em. Con này siêu đẹp luôn, màu này các chị nhìn trông rất là sang luôn này. Các bé mặc với lại quần sóc bò, sóc thô ấy, trông rất là sang đẹp. Đấy và toàn bộ hàng Quảng Châu, mã này là mã bao nhiêu đây? 038, chị Trinh Đào ok chốt đơn mã 029. Đây là mã 038 nhá các chị nhá. 038 là 140.000, chị ghi giá hộ em với. 038 140.000 đồng. Từ size 16 cân đến khoảng là 45 cân. 16 cân đến 45 cân ạ. Size từ 16 cân đến 45 cân. Ôi nói chung là đồ trẻ con bán vì đam mê đó các bác ạ.
Thề luôn là bán đồ trẻ con nó rất là mệt, tư vấn về size số nó hơi bị là phức tạp một chút ạ. Mã này mã không bao nhiêu nhỉ? 038 đúng không? 038. Bây giờ bán trên ấy là 140.000 nhá. Rồi 038 chị Tuyên Đỗ lấy con này đẹp lắm mà chị này. Bé nhà em nói chung là các bé là mỗi đứa một cái rồi. Đấy chị, hai đứa nhà em chả biết là mẹ bán lời lại bao nhiêu, nhưng mà các con là cứ thích mẫu nào là lấy mẫu đấy rồi. Đấy, mẫu này 038 cho em. 038 và kèm số điện thoại, có size đến 45 cân cho các bé nhá. Có size đến 45 cân. Đây em mặc thử cái size to cho các size to nhất của các bé này. Màu đẹp các chị này. À chị ơi, chị cứ lên cho là phông bé cân nặng chiều cao để các chị chọn trên like luôn cho bé nhá. Đây. Nói chung là bé có 50 cân cũng mặc được nhỉ. Đây ạ, các chị nhìn màu này. Màu này mặc trông các bé mặc trông rất là tây luôn. Mã này 038 cho em. Đấy chứ ạ, 038 và kèm số điện thoại. Và cái quần sóc nhỉ. Chị Nguyễn Thảo lên số điện thoại cho em. Chị ơi, có 140.000 quần áo này. Các chị này hàng Quảng Châu nhá. Các chị mua hàng cho bé, các chị mua cái hàng đẹp đẹp một tí đi. Đừng mua hàng chợ, hàng rẻ quá, được chưa? Giặt thoải mái cho em, nó không bị xù đâu. Các chị nhìn cho em, nó rất là mịn luôn cái chất này. Chị Nguyễn Thảo rồi, ok chị. 14 cân, tí em có size của 14 cân ạ. Tí có size của 14 cân. Đây, cái màu này cũng xinh đó chị này. Màu này cũng xinh. 038 chị Bùi Hằng rồi, ok chị. À, các chị tí nữa, nhân viên em sẽ tư vấn các chị, các bé nhà mình về cân nặng chiều cao nhá. Đây là mã 059. Mã này chỗ nào nhỉ? Có mà. Không bao giờ có hàng này một cái. Nó đủ đi đủ số, chẳng qua em treo một cái mẫu thôi. Ở dưới gốc kia có 3 màu luôn, không phải một màu. Ok chị Bùi Hằng. Mã 038. Cái gì chị? Đợi em một tí em tìm đi nhá. Ok chị Nguyễn Thảo 038 24 cân. Màu ra nhỉ? Em treo đủ màu mà. Đây đấy. Màu đen nữa, màu đen chưa treo ra này. Mã này mã 059 ạ. 059 có size từ 100 mấy đây. 140 này, 130 này. Từ 130 đến 170. Đấy chứ ạ, có size từ 130 đến 170, chị giỏi cho em con 170 ra xem nào. 3 màu ạ, 4 màu. Mã này em có 4 màu nha. Mã này là mã 0 bao nhiêu đây? 059 ạ. Mã này lên cho là 059 và kèm số điện thoại ạ. Để chưa ạ, 059 và kèm số điện thoại cho em. Size 170 này tầm khoảng là 44-45 cân. 170 của cái form này form nhỏ tầm 44-45 cân các bé mình vừa nhá. Và size của nó 130 cho các bé nhà mình tầm khoảng là 15 cân. Để chưa ạ, từ khoảng 15 cân đến tầm khoảng 45 cân. 059 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ là 100 bao nhiêu tiền đây? 110.000. Ủa rẻ quá này các chị này. Đấy chứ là 110.000 đồng. Các chị lên đơn. Màu cam là một này. Đó, màu vàng. Màu vàng nhá các chị nhá. Màu vàng này. Vàng của nó là vàng nghệ ạ. Màu trắng này. Đấy chứ là màu xanh và màu đen. Vàng trắng xanh đen. Màu đen treo màu rau em cái nào. Vàng trắng xanh đen 4 màu cho em 110.000 một áo ạ. 059 110.000. Toàn bộ hàng Quảng Châu đẹp như này luôn. Đấy chứ ạ. 059 và kèm số điện thoại cho em 110.000 một áo ạ. Các bác lên đơn cho em nhá. 059 4 màu như này. 110.000 đồng, có size cho các bé nhà mình tầm khoảng là 15 cân đến tầm khoảng 45 cân. 15 cân trên 45 cân ạ. 15 cân đến 45 cân này, 110.000. Mã 038 cho xem lại chị ơi. Đấy, 4 màu nhưng màu nào cũng đẹp. Chắc màu nào cũng xinh luôn. Mã này mã 059 ạ. 059. Một di của nó là tùy chị ơi, một di là 5 cái đấy.
Một ly tàu thường thường nó khoảng 5 cái. 059 ạ, 059 và kèm số điện thoại cho em. Con này là 110.000. Chất xuống lắm, chị này hàng Quảng Châu đấy. Toàn bộ hàng không của bé nhà em là hàng Quảng Châu hết. Chị em không nhập hàng xưởng vài chục nghìn đâu. Chất nó rất là nóng. Chị Trinh đào ok chị luôn, 4 màu cho em nhá. Mã này có 4 màu. 110.000 đúng không? 110.000 là giá chốt trên line ạ. 110.000. Nói chung là cái hàng này nó sẽ rẻ hơn một chút so với cái hàng Mark 3 kia. Đấy, hàng Mark 2 nó sẽ rẻ hơn một tí ạ. Chị 059 ok, nhưng mà chất của nó cũng tương đối chị nhá. Chất của nó nhè. Nói chung là các chị nhận hàng các chị sờ chất ấy, kiểm tra cái chất cho em. Đó, nhà em nhập nói chung là cái chất nó cũng tương đương nhau một chút, chứ em không nhập cái hàng mà hàng của bé có 450.000 hay 670.000 đâu. Được chưa ạ? Các bác nhìn cho em này. Mã này là mã 059 nhá. Chị Trinh nào ok, chị Cúc Trần ok, các bác chọn màu giúp em. 4 màu này, đen là 1 này. Đấy chị ạ, màu xanh là 2 này. Màu trắng là 3 này, màu vàng là 4. Size 45 cân đổ về nhá. 15 cân đến 45 cân. Size từ 130 này. 130 40 150 160 170 45 5 size. 5 size ạ. Từ 130 đến 170. Rồi em qua mẫu này. Đây, những cái hàng này là hàng cao cấp hơn. Chị Phong Xuân rồi ok. Đây ạ, hàng này hàng không loang các chị nhá. Nhìn hàng cát cho em này. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng xịn sò cho các bé nhà mình luôn. Mã này mã 031 ạ. 031 em có 3 màu nhá. Thế nhờ có 4 màu ấy, thế nhờ có cả đỏ ấy. Phải không? 3 màu ạ. 3 màu hay 4 màu? Trên váy em có cả đen. Mã này các chị comment là mã không bao nhiêu đây? 031 ạ. 031 và kèm số điện thoại. Đấy chị ạ, hàng này 185 chốt trên line. À quên, giá tại cửa hàng trên line là 170.000. Mã này là mã 085 ạ. 085 trên màu xanh này, 085 trên màu đen này, và 085 trên màu vàng. Có size cho các bé từ bao nhiêu đây chị? Đây là hình tác sườn. Từ 150 ạ. 150 đến 170 sao? 150 đến 180. Đúng không? 150 đến 180 phải. Đấy chứ ạ, size từ 150 đến 180. Cái này hàng của nó là hàng tác sườn luôn. Đấy, 170 này. 150 và 60 và 70 này. Thế thì có số bé không? Thì toàn bộ hàng của bé hàng cao cấp. Thế anh chị nào mà nhà có hai bé mà xà xà như nhau ấy, là các bé mặc được áo đôi nhá. Mã này mã không bao nhiêu đi. 085. 085 à. Từ 130. 30. 130, 40, 50, 60, 70, 5 size. Hàng này có 5 size. Đấy chứ ạ, từ khoảng là 10 17, 18 cân cho đến tầm khoảng 50 cân. 17, 18 cân đến 50 cân các bác nhá. Đấy chứ ạ, các bác lên đơn hàng cho em. Từ 17, 18 cân đến tầm 50 cân. 170.000 đồng một áo. Hàng này hàng đắt nhất này, các chị này hàng 185. Đấy, chốt trên line là 170.000. Chốt trên line chuyên là 170.000 đồng. Các chị comment là mã 059 ạ. À 031, mã 031 cho em nhé, 3 màu. 031 cho em 3 màu. Để các chị nhìn cho em hàng loang này. Hàng phông loang cho em 3 màu. Từ 10 mấy cân nhỉ, em vừa bảo nhỉ. 18 cân. Từ 18 cân đến khoảng là 45 cân ạ. À đến 50 cân. Từ 130 đến 170. Size từ 130 đến 170. Chân váy mặc không có size của 60 cân rồi chị nhá. Đấy, bác nào chốt mẫu này lên đơn này. Mẫu này các chị mặc cái lại cái quần sóc bò, sóc khô cho các bé đẹp lắm. Hết chỗ này. Bà ra này này. Đó, chị cứ đặt ở trên sàn này cũng được mà, tìm cũng được. Mã này là không bao nhiêu đấy nhỉ?
031. 031 đúng không? Chị Trinh nào ok, chị Tuyên đỗ ok, em chốt đơn. Hàng này hàng 170 nhá. Em để trước em chưa bán hàng, em mua cho con em, người ta toàn bán ở các shop ấy, shop hàng Quảng Châu người ta toàn bán 250 một cái. Toàn bán 250 một cái, thì công nhận là người ta bán hàng trẻ con người ta lãi cao. Cái này là em bán chủ yếu là bán kiểu là người ta đến mua hàng đồ người lớn thì người ta tiện người ta mua đồ trẻ con luôn ý. Và trên livestream thì các chị lúc nào cũng được mua rẻ hơn so với lại giá tại cửa hàng. Đấy, tại vì các chị phải mất tiền ship nữa. Được chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em, có size đến 50 cân các bé nhá. Có size đến 50 cân. Được chưa ạ? Đây các chị lên đơn hàng cho là mã 031 và kèm số điện thoại cho em 3 màu. Xanh với lại màu cam, màu vàng với lại màu đen ý. Màu xanh, màu vàng, màu đen, 3 màu cho em. Cái mã này màu cam luôn này. Đây đúng không? Đây màu cam cam này, xong rồi bạn cho cho em xin nút chia sẻ nhá, tại vì trưa nay rảnh rảnh là em lên lâu lâu cái hàng trẻ con một tí. Em cắm sạc có sắp hết pin rồi. Còn sóc cho bé trai nhà em nhiều mẫu lắm, có cả sóc thô nhá chị ơi. Có cả sóc thô luôn. Chị Chiên đào rồi ok chốt đơn ạ. Mã này để em tìm nhá, mã là 046. 046 160 giá tại cửa hàng, chốt trên live là 150.000. Màu trắng ạ, có bé nào thích màu trắng không này? Các chị nhìn này. Được chưa ạ? Mã này là mã 046 ạ, 046 là 150 nhá các chị nhá. Mã 046 150.000. Chị thấy không? Thấy màu trắng không? Có trắng mà. Đợi em một tí em cho các chị xem quần sóc luôn. Mã này là mã 030 ạ. 030. Đây là mẫu. Ô mẫu này bán cũng còn sóc có 2 chiếc hay 3 chiếc rồi đấy. À thế đi. 031 màu xanh ok chị Khúc Trần. Mã này là mã 030 nhá. 030 mà kèm số điện thoại cho em. Size đến 160 này. 150 này, 60 này. 140 này, từ 120 đến 160. Size từ 120 đến 160. Để chị ạ, cho các bé nhà mình từ khoảng là 18 cân. 18 cân cho đến tầm khoảng là 40 cân. Đấy, 42 cân, 43 cân đổ lên, 45 cân đổ lên mặc được cho em. À 45 cân đổ về. Từ 18 cân đến 45 cân ạ. Đấy, từ 18 cân cho đến 45 cân mã 030. Mã này comment cho là mã 030 mà kèm số điện thoại cho em. Giá bán tại cửa hàng là 175. Chốt trên live là 160.000 ạ. Chốt trên livestream là 160.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho em. Đó, chốt trên live 160.000 mã 030 các chị nhá, màu trắng ạ, trắng pha họa tiết như này. Trắng pha hình cho em. Để các bé mặc cái sóc màu chị cho em một con sóc màu ấy, sóc thô ấy, sóc thô ở bên kia kìa. Mã này 030 nhá. Size đến tầm khoảng là 45 cân. Size màu trắng cho các bé đến 45 cân ạ, mã 030. 030 có các bác nào chốt không ạ? Đây các chị này, toàn bộ hàng cao cấp.
Đấy chạ, toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp mã 030 cho em 160. 030 160.000 ạ. Đấy, 160 cho các bé luôn. Mã này treo mẫu lên. 030 ok chị Nguyên Thảo. Ủa các bé này mặc với sóc bò hoặc là sóc thô ấy, mặc lên cây đẹp lắm luôn. Đây cho em, cho các chị xem cái quần sóc thô này. Đấy chạ, quần sóc thô đây. Phối hợp một cây cực đẹp luôn ạ. Mã này chị xem bọn em có đến size bao nhiêu rồi. Size nào size to nhất của em rồi. Đây là size của 50. Mã này chốt cho các bé tầm khoảng là 42-43 cân. Đấy chạ, mã quần này các chị comment cho là mã 091. 091 là 135 trên like, 120.000 giá. Giá à quên, 135 là giá tại cửa hàng, 120.000 đồng là giá trên live stream. Sóc thô cho em màu đen. Cái trạng ngố là ngố nhá chị nhá, ngố thô ấy. Cái giá này dáng qua đầu gối á. Đây chị mặc cho em, cho các bé con này. Có size từ bao nhiêu đây? 46-47. Từ 46 đến khoảng 50. 46-49. 5 size nhá. Size này cho các bé nhà mình tầm khoảng là 25 cân nhỉ. 25 cân cho đến tầm khoảng là bao nhiêu nhỉ? 25 cân cho đến tầm khoảng 40 cân. Sóc thô này, mã 091 nhá. 091 là 120.000. 091 chị ghi hộ em giá 120.000 giá trên like đi. Còn giá tại cửa hàng em vẫn bán giá cũ ạ. Vẫn bán giá cũ chứ không thay đổi, tại vì hàng này em vừa mới về. Đấy, mã là 091 ạ. 091 quần sóc này. Quần lỡ. Đấy chạ, quần ngố cho em. Các chị phối hợp với lại quần áo trắng. Nói chung là cái mã này rất là dễ phối với lại các loại quần, các loại áo. Đấy chạ, rất là dễ phối với các loại áo luôn. Đây các bạn nhìn cho em này. Siêu đẹp luôn nhá. Đấy, các chị nhìn cho em phối rồi các bé nhà mình. Mã quần là 091, áo là mã 030. Quần là 091, áo là 030. Các chị làm cả set cho các bé mình mặc luôn. Đó, các chị nhìn cho em này. Phối lên đẹp lắm, xong các bé đi bộ đôi giày thể thao. Trông rất là chất luôn. Cả một set hàng Quảng Châu như này các chị nhìn cho em. Đấy chạ, chưa treo ra cùng một chỗ. Quần 091 nha các chị ơi, quần ngố là 091. Tiếp theo ạ. Áo là mã 044. Chị Nguyễn Thảo chốt mã 091 nhá. Các chị lấy quần của bé mã 091 đẹp lắm, em thấy chất của nó thích. Mà các bé mặc nó mát, nó không bị nóng đâu ạ. Cho chị xoạc. Chị không ghi có dấu em ấy tưởng là cho chị xoạc nha là chết đấy. Cho chị sóc nha. Sóc là mã 091 chị Phong Xuân này. Đề nghị chị ghi có dấu hộ em cái, hộ em lại hiểu nhầm đấy chị ạ. Ok chị 091. Nói chung là các chị cứ lên mã đi, xong là nhân viên em sẽ tư vấn về hỏi các bé là cân nặng chiều cao ấy. Hình khác là áo hay là quần chị? Lấy cho em một mã quần hình khác chị ơi. Sao lấy cho em có một màu đây thế? Đây đây. Đâu? Quần cơ mà. Đây. Quần đây nữa. Nó có màu này nữa chị này. Chị lấy cho em cả màu này cũng đẹp này. Các bé nói chung là toàn những cái màu mà các bé dễ mặc. Nói chung là em ba đứa con rồi em chọn quần áo của trẻ con. Nói chung là cũng có con mắt phết đấy các bác ạ. Đây mã này là mã 090 cho em. 090 100.000 một quần. Trên live chi là 100.000 một quần. Mã này các em là mã 090 mà kèm số điện thoại ạ. 090 cho em. Size này từ 35 đến 40 sao nhỉ? À 34, 35, từ 30 đến 35. Size này từ 30 đến 35. Nói chung là khách đến người ta cũng xem nên là người ta ấy hết lung tung rồi. Bây giờ size này từ trên 20 cân. Được chưa? Từ khoảng 18 cân ý, 18 cân. 18 cân cho đến là size 30 mấy đây. Size 35 thì tầm khoảng là 18 cân đến khoảng là 35 cân. 18 đến 35 cân các bé nhà mình mặc vừa nhá các chị nhá. 18 cho đến khoảng 35 cân. 100.000 một quần. Các chị comment là mã 090 ạ. 090 mà kèm số điện thoại. Để chạm 100.000 một quần. Đây là màu kiểu là màu be đậm đấy chị nhá, màu be đậm cho em. Đấy, màu be đậm này. Em thử cuốn một con áo này xem này. Màu be đậm cho em. Đây chị này. Đẹp quá này. 090. Để chạm các chị lấy cả hai cái màu cho các bé, màu đen này, màu nâu này với lại màu nâu đậm nâu nhạt ấy.
Nói chung các loại quần này phối với cái loại áo nào cũng được, kể các bé mặc sơ mi cũng được, mà các bé mặc cái phông cổ tròn cũng đẹp. Đấy, các chị nhìn màu này, toàn bộ cái màu các bé mặc rất là tây luôn. Đấy, cái kiểu quần này. Đấy chứ ạ. 091 là không biết có quần có cái màu như em cầm không? Các chị ơi lấy cái màu này cũng được này. 090 có 100.000 một quần thôi. 100.000 một quần. Tại vì em mới bán thêm đồ trẻ con nên là em bán rẻ. Và toàn bộ quần này nhà em là hàng chất đẹp nhá các chị nhá. Hết tiền với em. Dạo này là bán quần áo người lớn đói quá là em phải bon chen thêm đồ trẻ con. Đấy chứ ạ, bán kèm kèm mỗi thứ kèm theo một tí thôi cho nó đủ món để các chị đỡ phải mua bên ngoài. Các chị tiện các chị mua nhà em luôn. Đây có size đến 35 cân nhá các chị nhá, có size cho các bé đến 35 cân mã 090 ạ. Quần mã 090 100.000 một quần. Mã 090 trên là 100.000 một quần. Đấy, chị nào chốt lên đơn. Chân váy em đang vận là 200.000. Chị Thanh Thanh nhá. Tiếp áo này các chị này. Áo mã này là 044. Mã áo này là mã 044 thôi em. Cho chị hai màu, chị comment là 090 với 091 ý. Chị Nguyễn Cẩm Vân comment là mã be đậm là mã 091 chị ơi. Be đậm comment theo mã hàng kia là 091 đi. Đây các chị nhìn này. Áo này các bé các chị chọn cho em, nói chung là có thể là mua mình mua thêm cho bé thêm khoảng là tầm khoảng 20-30 nghìn nên các chị mua cái hàng đẹp cho các bé mình mặc. Đấy, nhìn con thì mình nói chung là ai cũng thích cho con mặc đẹp chứ chẳng ai thích cho con mặc xấu đúng không ạ? Nói chung là con nhà mình ba đứa là mỗi lần mua quần áo cho nó để phát sốt ruột. Nói chung là chủ yếu là phục vụ cho con mình là chính. Trên cả đôi bé gái đi à. Bé gái nhưng có ở phông với váy chị ơi. Lê quần sóc u mì nhá. Quần sóc u mì có cả bé tầm khoảng là 45-50 cân. Trên váy mặc có hai màu chị. Trên váy mặc có hai màu. Đây cái mẫu này có size 170 luôn. Từ 130 đến 170 nhá. Áo của bé này có size từ 130 đến 170. Màu của nó là màu cam. Để chọn màu cam cho em. Nói chung là những cái tông màu này các bé mình mặc chúng rất là đẹp. Con thì em nói chung là em thích cho con em mặc những cái màu này lắm. Đây phông của bé nhá các chị nhá. Từ này bao nhiêu cân? À, mẫu này là 130 là cho các bé nhà mình tầm khoảng là 22 cân, 20 trên 20 cân nhá. Trên 20 cân. Nhờ. Trên 20 cân cho đến khoảng 50 cân. Đấy chứ ạ, trên 20 cân đến 50 cân. Size giá này là giá 170 tại cửa hàng. Chốt 160 trên like. 160.000 đồng trên like. Mã này các chị comment là 044 ạ. 044 và kèm số điện thoại. Để chạy 044 và lên số điện thoại cho em. 160.000. Có size từ 20 cân cho đến 50 cân. Đấy, 044 và kèm số điện thoại cho em. Mã áo đang mặc là 044. À, mã áo em đang cầm là 044. Cho em xin một cái áo của người lớn em mặc tắt. Tiện bán, ai hỏi thì nói luôn. Quần người lớn có chị. Nói chung là những em chủ yếu là bán đồ người lớn. Còn quần áo trẻ con em bán kèm theo thôi. Thế ở ngoài không hãng kìa. Cái hình của mình thì trắng trắng đấy. 40 cân có. 45 cân 50 cân thì em có luôn. Có hẳn có bé có đến 55-60 cân ý. Nhưng mà nhiều khi mình lấy size to quá thì nhiều bé, nếu mà tầm khoảng 55-60 cân là các bé đã mặc sang hàng người lớn rồi. Em mặc cái áo bán hàng cho nó lịch sự, em mặc áo bán lỗ bán hàng. Đây. Chân váy em mặc bao nhiêu? Chân váy em mặc là 200. Thùy Dung ơi, con này là 160.000. Áo của bé trai là 160.000 từ 20 cân đến 50 cân. Đấy chứ ạ, từ 20 cân cho đến 50 cân. Đấy các chị lên đơn trên là mã này là mã 044 ạ. 044 và kèm số điện thoại. Nốt mã này em nghỉ nhá, tại vì bây giờ cũng khá là muộn rồi, 3 giờ rồi ấy. Đấy chứ, mã 044 cho em. 044 kèm số điện thoại cho em ạ. 044 từ 20 cân đến 50 cân, 160.000 một áo ạ. Các chị lên đơn là 044 ạ. Màu bên ngoài của nó là màu cam đậm các chị nhá. Màu cam đậm của nó là hình lăng loang cho em như này. Đây chị ạ. Màu lăng loang. Các chị yêu lên đơn này. Có cả quần ngố bò các chị nhá, có cả ngố bò.
nhìn loạn hết cả nhà lên. Không, 44 có chị nào ưng mẫu này không ạ? Đẹp quá này. Mẫu này không có mẫu mà. 044 cho em. 160.000 ạ. 22 cân có. Ok chị Nguyễn Cẩm Vân nhá. Từ 20 cân đổ lên đến khoảng 50 cân đổ về. Có size từ 13 đến size 170. Size từ 130 đến 170 ạ. Từ 20 cân cho đến khoảng 50 cân. 160.000 một áo ạ. Đấy chạm 160.000 đồng một áo. Các chị yêu nhìn cho em này. Thế là bé nào nói chung là không kén da ấy chị nhá. Những cái màu này không bị kén da. Bé trắng, da đen đều mặc được. Đấy chạm da trắng, da đen đều mặc được hết. Mã này là 044 và kèm số điện thoại 160 các chị nhá. Ghi hộ em với. 160.000 mã 044. Quần bò 61 con em đóng lại rồi chị ơi, tại vì là cái hàng đấy nó size nó to quá ấy. Cái size nó to quá. Rồi ok chị Thu Hà chốt mã 044. Đây mã 040. Mã này là mã 040 nha các chị ơi. 040 và kèm số điện thoại ạ. À? Chị ơi chị cho em một cái mã mà nó có size bé rồi. Cái màu cam cam này có size từ trên 10 cân. Mã này các chị comment là mã 040 nhá. 040 chốt cái này là 140.000 ạ. Cho chị áo phông em đang mặc nhé. Mã này là mã T28 đi. Mã em mặc là T28 đi. Chị Nguyễn Cẩm Vân ok chút 044. Đây là mã 040. Hình bé trai ạ. 040 có từ size 150 à. 130 đến 170 sao ấy. Từ 130 đến 170. Đấy chứ ạ, 130 chốt đơn các chị cho các bé nhà mình từ trên 20 cân đến khoảng 50 cân. Từ 20 cân đến 50 cân các chị comment là mã 040 ạ. 040 cho em 140.000. 040 cho em là 140.000 đồng. Đây các chị nhìn cho em này, áo bé này, tất cả cái phông này nó đều bọc viền hết ở cổ áo cho em như này. Hàng Quảng Châu cao cấp các bác nhé. Đi dạng 150.000, à 140.000. Giá chốt trên đây là 140.000 đồng. Mã 040 ạ. 040 và kèm số điện thoại. Đi dạng 040 và kèm số điện thoại cho em. 040. Đây các bạn kết hợp thêm cái quần ngố bò này. Đi dạng phối hợp với cái quần ngố bò này đẹp quá là các chị này. Đấy, 040 lên đơn. Từ bao nhiêu cân, bao nhiêu cân? 040 từ trên 20 cân đến khoảng 50 cân chị ơi. Size 140, à 130 đến 170. Đấy, quần ngố bò này các chị comment cho em là mã gì ạ? 097 nhá. Ngố bò này mã 097 cho em 120.000 một quần. Ủa, rẻ quá nhỉ. 135.000 là giá tại cửa hàng đấy. Đây này, giá tại cửa hàng em đang bán là 135.000. Giá này em bán để cho chị em mình giao lưu để xem chất đồ của nhà em nó đẹp không các chị yêu. Đấy, các chị nhận hàng thử xem là chất của. Nói chung là lần sau các chị là nếu mà nhận hàng đẹp các chị ủng hộ cho em tiếp. 140 à? Ừ, cái áo này 140.000. Chưa, màu vàng này chị. Bé nào mà có da trắng hay da ngăm đều mặc được hết. Nó không bị kén da. Nó không bị kén da. Mã này các chị comment là 040 nhá. 040 mà kèm số điện thoại cho em. 140.000 một áo. Đấy chạm 140.000 đồng. 040. Ngố bò cho em này, có size to nha các bạn ơi. Có size to. Chị xem mẫu em, đây là size 49. Đây là hàng bao nhiêu? 30. Khác nhau đấy. Từ 40 mấy đến 50 ấy, size từ 45 đến 50 thì phải. Đúng rồi, từ 45 đến 50. Cái này có size bé hơn đấy. 040 ok chị Chiên Đào, áo em mặc là 180 ạ.
lấy hơi rộng đi, tại vì về trẻ con được lấy cho nó mặc sát, mặc chật quá. Con nhà em nó nhanh lớn. Đấy, mua hàng, mua quần áo mấy tháng đã thấy nó mặc chật rồi. Nó đang độ tuổi lớn nên các chị mặc, cứ cho các bé mặc rộng rộng một tí, nói chung là không rộng quá là được. Đấy, đừng cho mặc ôm, mặc vừa vặn, mặc sát quá. Lúc mà mặc được khoảng là một tháng là các bé đã chật rồi ấy. Thế chứ cái này là có size các bé nhà mình đến tầm khoảng 45 cân nhá. Có size tầm khoảng là 30 cân đến tầm khoảng 45 cân. Cái size này size đại cho em này, đến tầm khoảng 45 cân. 120.000 đi, giá chốt trên line đi, 120.000. Gố bò là mã gì ạ? 097 nhá, mã gố bò là 097. Gố bò trên là mã 097, gố bò khói cho em. Mã này mã 097, có đèn số điện thoại ạ, màu khói. 097 màu khói, 120.000. Đây các bác nhìn hàng này, siêu đẹp luôn. Cái size chắc là tầm khoảng là 25-30 cân đi, tầm khoảng 30 cân đến 45 cân, 45-48 cân. Đấy, đến tầm khoảng 45-48 cân, size đến size 50 này. 50 là đến thằng tô mặc là hơi rộng đấy. Nhà thằng tô là mặc vừa. Đấy, đến tầm khoảng 45 cân. Mã 097 nhá các chị nhá. Đơn sáng á, đơn sáng đấy mà còn đơn thì mới dồn được chị ơi. Mã 097 và kèm số điện thoại cho em 120.000. Các chị mua tại các shop người ta bán còn 160-170.000 là cái hàng đại này các chị nhá. Cái hàng đại này không có 120.000 đâu. Mà hàng chỉ có về như này luôn. Các chị nhìn chất cho em này. Siêu đẹp này, 097 rồi, ok. 097 và kèm số điện thoại. Là 135.000 nhá, 135. Các chị comment là mã 096 120.000 giá trên line. 096 quần ngố xanh nhá các chị nhá, ngố xanh cho em 120.000. Đấy, chị Huyền, Phạm Thị Huyền ok chút 097 này. Ơ, chị gì nhỉ? Chị Nhật Minh ấy. Chị bảo lúc nào like đồ trẻ con thì nháy chị một câu mà quên mất đấy. Mã này 097 cho em màu xanh, nó cũng có sai như thế. Là 096 nhá. Mã 096. Ô, size này size 45 cơ à? Lúc nãy là size 40 là size to đúng không? Size nhỏ. Ngố này có size đến khoảng là 45 cân. Có size đến 45 cân. Mã này comment là mã 096 á. 096 120.000. Đấy chứ ạ, 096 là 120.000 một quần. Đấy, bác nào lấy lên đơn ạ. Mã 096 nó có hơi sức một chút. Đấy chứ ạ, hơi sức một chút. Nhưng các bé mặc cái này áo phông ấy mặc rất là đẹp luôn. Mã 096 nhá. 41 đến 45 size từ 41 đến 45. Đấy, nói chung là các bé nhà mình tầm trên 30 cân, trên 30 cân đến tầm khoảng 45 cân. 096 và kèm số điện thoại, chị Phan Thúy Nga ok, chị Lê Hoa rồi ok, chị em chốt đơn. 096 và kèm số điện thoại. Ơ, xong rồi à? Xong rồi á? 4 giờ rồi bà chị ạ. 3 giờ, gần có 3 giờ 10. Đây lấy cho các bé mình size nhỏ này các bé. Nhà mình size bé này. Đây ạ, đây là size có bé từ mình tầm khoảng là 13 cân nhá. 13 cân đến 20 cân. 13 cân đến tầm khoảng là 25 cân. Đấy chứ ạ, từ 13 đến 25 cân ạ. Mã này 047 90.000 một áo ạ. 047 trên là 90.000. Từ 13 đến 20 cân. À đến 25 cân ạ, từ 13 cân đến 25 cân. Từ 13 cân đến 25 cân các bác lên đơn 90.000 đồng một áo. Để trả 90.000. 90.000. Mã này là mã gì ạ? 047. 047 và kèm số điện thoại. Ơ, con bóng đâu rồi? Mã này là 047 cho em ạ. 047 là áo của trẻ con từ 13 cân nhá. 13 cân đến 25 cân. 13 cân đến 25 cân ạ. Mã 047. Mã 047 cho em từ 13 đến 25 cân. 90.000 một áo ạ. Để chạy 90.000 đồng. 90.000. Chưa lấy lên đơn ạ. 90.000 này. Mã này là mã 047. Để chạy 047 cho em 90.000. Từ 13 cân đến tầm khoảng là 25 cân em chốt đơn. Đó, 13 đến 25 cân. Đây size của 25 cân đây. Để chạy size tầm 25 cân này ạ. 047 nhá các chị nhá. 047 và lên số điện thoại.
chị Hoa dơ để em ra lấy thêm một ít quần của size bé hơn này. Ta nhìn từ 4 giờ chứ. Giờ này 4 giờ toàn. Ta nhìn từ 4 giờ. Mười lăm giờ không bốn thì từ 14 giờ. Cho em 90.000 một quần. Chất này toàn bộ là chất u mì cho em. 90.000. Có size các bé nhà mình đến thoải mái tầm khoảng là 40 cân. Thì chạm từ đến 40 cân từ khoảng là 16 17 cân, 17 cân 18 cân ạ, 17 18 cân tầm khoảng 40 cân em có size. Mã này các chị lên xem là mã 025 ạ. 024. 025. 024 hoặc là 025 đi, cho một mã đi. Các chị comment là ngố u mì cho em với, ngố u mì và kèm số điện thoại đi. Đánh mã cho là 024 với 025 ý. Mã 024 hoặc 025 nhé, em cho một mã hết. Và có size các bé nhà mình tầm khoảng là 17 cân. Đấy chị ạ, 16 17 cân đến tầm khoảng là 40 cân em có size vừa. 90.000 một quần. Đấy chị ạ, 90.000 đồng một quần chất u mì cho em. Đấy chị này, 90.000. Nốt mã này em nghỉ đấy chị nhá. Sắc nâu của bé trai 45 cân này. Nhà mình còn phốc nâu của bé trai 45 cân không nhỉ? Đây nốt bạn này em nghỉ nhá. 90.000 một quần này. Sắc của nó là ngố u mì cho em. Ngố u mì cho các bé. Chất này thì các bé mặc nó siêu thích luôn. Co giãn thoải mái. Chợ chất co giãn thoải mái luôn. Các chị lên đơn hàng cho là ngố u mì và kèm số điện thoại ạ. Ngố u mì cho em 90.000 nhá. Comment cho là ngố u mì 90k và kèm số điện thoại cho em ạ. 90.000 đồng. Nó có các hình khác nhau. 90.000 một quần nhé các chị ơi. Các chị comment là ngố u mì cho em. Mặc các bé nhà em chuyên mặc cái loại này, mặc thích lắm. Cái mẫu này có size đến tầm khoảng là 40 cân thôi chị ơi. Có size đến tầm 40 cân, 42 cân thôi. Thằng cò nhà em 42 cân mặc được thì em chốt đơn đến tầm khoảng 42 cân. Áo chị mặc là 108 đấy Trần Nhung ơi. Đây ạ, ngố u mì các chị yêu mình lên đơn. Tầm khoảng 40 cân nhỉ. 40. Chạm 40 cân thôi các chị ạ. Size 40 tầm 40 cân. Ngố u mì cho em 90.000. Ngố u mì 90k. Nốt mẫu này em nghỉ nha các bác nha. Chị Nguyễn Tảo ok em chốt đơn ngố u mì 90.000. Có size các bé từ khoảng là 16 17 cân đến tầm khoảng là 40 cân. Rồi em nghỉ nhá, mai em bán tiếp để chị ạ, mai em bán tiếp. Ok chị, các chị yêu nhá. Hẹn các chị mai em bán tiếp ạ. Tối nay em lên đồ người lớn tiếp theo các bác nhá.